cũng nên xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau ở trong bản điểm tin tuần rất là quen thuộc vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba cái nội dung chính nội dung thứ nhất đấy là chúng ta sẽ đi view một số các cái danh mục khá là cơ bản từ các cái nhóm ngành cổ phiếu nhóm trụ đến nhóm ngành thép nhóm ngành dầu khí nhóm ngành bất động sản, nhóm banh, nhóm chứng khoán và còn thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành khác ví dụ như nhóm ngành uh, nhóm ngành thủy sản hoặc là sang nhóm ngành than hoặc là nhóm ngành phân đạm vân vân thì nếu như có thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm. Uh, thì chúng ta thấy rằng là trong cái tuần vừa qua là một cái tuần mà thị trường chứng khoán của chúng ta đã <laughs> hết sức là khó khăn ở trong cái phiên giao dịch buổi chiều đúng không anh chị từ ngày thứ năm cho đến ngày À, từ từ phiên giao dịch của ngày thứ hai đến kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm thì cứ sau 14 giờ à lực bán của thị trường rất là mạnh thì điều này nó xuất phát từ cái thực tế đó là khi thị trường của chúng ta đã vận hành sang cái à, thời gian là T của 2,5 đó, trước đây thì ví dụ đến ngày T3 là chúng ta mới mua bán được cái cổ phiếu mà chúng ta chúng ta chúng ta mua ở trước đó. Vậy thì trong cái tuần gần đây thì như vậy là T2.5 thì có nghĩa là phiên chiều thì cái cổ phiếu nó sẽ đổ về tài khoản và chính vì cái câu chuyện là cái thời gian, tức là thay vì cái câu chuyện là nếu như cổ phiếu mà nó về từ phiên sáng và giả sử thị trường của chúng ta có những cái điểm xấu thì cái số lượng cổ phiếu nó sẽ được bán dàn trải ra từ phiên sáng đến phiên chiều. Đó, vậy thì như vậy thì nó sẽ tạm thời nó sẽ um, ít được cái nó giải phóng được cái áp lực uh, đè nén lên thị trường ở trong một cái khoảng thời gian nhất định. Đó, thì khi mà cái thời gian bán giải nó dài ra thì cái lượng cung và cái lượng cầu tức là cái lực cầu bắt lại cái cung nó thì nó cũng sẽ có thời gian uh, để nó cân nhắc để nó vào lệnh đó còn lại khi mà cổ phiếu mà về đến phiên chiều thì 1 giờ chiều là bắt đầu cổ phiếu về thì cái cung 1 giờ đến 2 giờ là thông thường là nhà đầu tư sẽ nghe ngóng à, xu hướng. Và trong trường hợp nếu như sau 14 giờ thì à, có một lực bán mạnh nào đó lên thị trường thì ngay lập tức là lệnh bán được được dồn dập đẩy vào thị trường Và lúc đó cái lượng lượng cầu nó chưa kịp để nó bắt nhịp lại. Chính vì vậy nên là à, cái câu chuyện của T2,5 thì nó sẽ mất thêm thời gian và chúng ta sẽ chờ đợi thêm ở những cái tín hiệu kỹ thuật từ thị trường để chúng ta có thêm được cái sự ổn định nhất định nào đó. Và với quan điểm của Hùng Lê thì cái gì nó mới thì nó cũng sẽ còn bỡ ngỡ. À đấy là câu chuyện rất là bình thường các anh chị. Và chúng ta sẽ phải tập làm quen dần, thị trường nó sẽ làm quen dần. Đó cái câu chuyện là T3 hay T2,5 rồi có thể tiến tới uh, trong những cái thời gian sắp tới có thể là T2 và thậm chí có thể là T0 đúng không các anh chị? Vậy thì cái nhịp độ dao động của cổ phiếu nó sẽ rất là mạnh. Khi mà cái thời gian T càng được rút ngắn Vậy thì để chúng ta chống chọi được cái câu chuyện đó à Vậy thì chúng ta phải phân tích được một cái trend kỹ thuật Và chúng ta phải bỏ qua những cái giao động Tức là những cái giao động nhỏ các anh chị Những cái giao động nhỏ, biến động nhỏ Những cái giao động biến động Ở trong một cái khoảng giá nào đó Thì chúng ta phải chấp nhận một cái thực tế như vậy Và để mà chúng ta thích ứng được Với cái câu chuyện là khi cái thời gian T càng rút ngắn xuống Thì À, cái điều tiên quyết theo quan điểm cá nhân của Hùng Lê đó là chúng ta cần phải phân tích được cái vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu để làm sao để khi cổ phiếu về vùng hỗ trợ mạnh thì chúng ta nhất quyết là chúng ta sẽ cân ở cái vùng đó và khi cổ phiếu thoát vùng hỗ trợ hoặc là đã hồi lên thì nhất quyết chúng ta không có đua lệnh nữa chúng ta không có mua để mua nữa và chúng ta canh những cái nhịp hồi những cái nhịp xanh thì chúng ta bán ra như vậy thì để thích ứng lại được cái câu chuyện là tê rút ngắn thì với quan điểm của Hùng như vậy chúng ta phải vào lệnh dứt khoát và lệnh ra cũng dứt khoát trong những cái trường hợp là xác định được cái biên hỗ trợ và biên kháng cự để chúng ta đi ở trong cái khung đó thì chúng ta sẽ tránh được những cái biến động những cái biến động nhỏ và tránh được những cái biến động trong phiên chiều như vậy thì chúng ta sẽ thích ứng theo cái hướng như vậy thì các anh chị có thể à, tham khảo thêm à, ok bây giờ thì chúng ta sẽ cùng uh, đi view các cái danh mục khá là căn bản đấy, anh chị nhá thì với những cái cổ phiếu nào, với những cái danh mục nào mà chưa có tín hiệu hoặc là Hùng chỉ view để chúng ta nắm được về góc độ, về điểm số, về tạo lập của thị trường thì chúng ta sẽ view nhanh. Thì đối với VIX, các anh chị ở trong tuần vừa qua vùng 63 đến vùng 64 vẫn tiếp tục là vùng hỗ trợ tốt. Thì sang tuần tới thì khả năng cái biên này thì nó sẽ tiếp tục là cái vùng hỗ trợ của VIX và có thể ngắm lên vùng kháng cự 66 hoặc xa hơn sẽ là vùng 68. Uh, Vinhome ở trong ngắn hạn thì đây các anh chị có thể nhìn thấy đây Ở trong cái vùng trước đây từ khoảng từ 18, từ ngày 18 đến khoảng ngày 25 của tháng trước Thì nó đã hình thành được một cái biên, đó là biên 58 đến biên 58.5 Và trong khoảng 2 tuần gần đây thì chúng ta còn nói đến vùng 59 đến khoảng vùng 60 uh, Đây đang là những cái vùng hỗ trợ ngắn của Vinhome Thì nếu mà các anh chị kẹp hàng thì chúng ta có thể canh gom ở đây Và hồi lên được ở khoảng vùng 61.5 đến vùng 62, 63 Thì đấy sẽ là những vùng mà các anh chị canh bán VLE thì nhìn chung là chưa có nhiều các yếu tố đột biến các anh chị, vẫn là vùng 273 276 đây là biên tích lũy của cổ phiếu. Các anh chị có thể quan sát thêm. Vinamilk thì trong cái thời gian vừa qua thì cũng có đánh giá rằng cái trụ Vinamilk nó đang có một cái tín hiệu về dòng tiền tương đối tốt các anh chị và cái nhịp một là nó đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu ở vùng 78. Trong tuần vừa qua thì Vinamilk cũng tiếp tục đánh đến vùng 78. Tuy nhiên, đó cái vùng này vẫn là cái vùng khá cự đó các anh chị. Đó thì vì là cái vùng kháng cự đó nên là chúng ta mới đưa là vùng 78 chứ chúng ta lại không đưa ở những vùng cao hơn đúng không ạ thì <laughs> ngắn hạn thì Vinamilk có vùng 75 75.5 đến khoảng vùng 76 tạm thời đây đang là hỗ trợ tốt của Vinamilk thì anh chị có thể quan sát thêm à, nhìn về xu hướng trong cái tuần vừa qua Vinamilk chỉnh và cái lực à, cái lực cầu của à, cái lực cầu nó bắt đầu suy giảm thì đấy là một cái điều rất là tốt đối với mã cổ phiếu Vinamilk điều này cho thấy rằng là cái dòng tiền lớn nó vẫn đang nằm lại ở trong cổ phiếu và chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng Vinamilk tích lũy thành công ở, ở vùng 75.5 à, và sau đó thì Vinamilk sẽ công lại vùng 78 lần 2 và có thể hướng về vùng kháng cự tiếp theo đó là khoảng vùng 80 đến khoảng vùng 81 <laughs> Chủ Vinamilk đang khá là ok Các anh chị có thể quan tâm ở à, VTC thì nhìn chung trong tuần vừa qua nó đánh nó đánh về hơi phú tức là Uh, sau khi mà nó 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 quay về cái vùng 117.5 ở đây đó các anh chị thì trong cái bản tin phân tích tuần cũng có nói với các anh chị rồi là VDC nó hay có những cây nến gì ạ cây nến doji phải rút chân lên và chúng ta vẫn có thể phải tính toán ở ngoài cái vùng hỗ trợ 120 thì có phải phải tính toán ở vùng 117.5 thì uh, kết tuần ở vùng 118 và nó có một cây nến uh, nó đánh khá là dị 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 dị, dị dạng đúng không các anh chị Tuy nhiên là nếu như các anh chị mà học thuần về phân tích kỹ thuật thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu là sau một cây nến như thế này thì nó sẽ có thêm những cây nến xác nhận và nó có thêm hai cây nến xác nhận và nó đã lấp gần như là phủ hết khoảng 2 phần 3 cái thân nến giảm trước đó như vậy là gì ạ như vậy là nó chỉ là một cái yếu tố gọi là biến động của điểm số thôi tức là tạo lập người ta dùng để người ta sọt phái sinh như vậy đó và sau đó thì ngay lập tức là nó lấp lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở trên góc độ cái tuần ngắn hạn thì có thể vùng 116, quanh vùng 116 sẽ là cái vùng chỉnh cung trở lại trước khi mà VNC <laughs> hình thành thêm cái xu hướng tiếp theo. Ở xung đông Kiên Giang thì trong tuần thì nó đã có một cái điểm đánh lên vùng 21 cộng tương đối đẹp. Tuy nhiên là nó đã không giữ lại được đấy các anh chị. Và khi nó không giữ lại được thì nó sẽ chỉnh về đâu? Nó sẽ chỉnh về quanh 20. Vùng 20 mà nó bị phá vỡ tiếp thì nó sẽ đi về, đó, đi về quanh biên 18.5. À, cái câu chuyện là ví dụ biên 18.5 mà bị phá tiếp thì đương nhiên nó sẽ phải về cái vùng ở dưới này đúng không ạ? đó chính là cái vùng 17.5 đến khoảng vùng 18 đấy là câu chuyện rất bình thường bởi vì cái quy luật vận động của cổ phiếu các anh chị lưu ý là quy luật vận động cổ phiếu chúng ta không thể chống lại được xu hướng của cổ phiếu mà chúng ta chỉ nương theo xu hướng cổ phiếu thôi đó và khi cổ phiếu công thủng vùng kháng cự thấp thì nó sẽ đi lên vùng kháng cự cao ok và khi cổ phiếu à, thủng vùng hỗ trợ cao thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ thấp liền kề nó, đấy là quy luật vận động thông thường của cổ phiếu. Thì đối với SKG, à, chúng ta có thể kỳ vọng tuần tới nó sẽ <laughs> đi xây ổn định ở quanh vùng 18.5 và kỳ vọng lực long sẽ quay trở lại vùng 20 và vùng 21. À, nhìn về mặt ý đồ thì cũng hoàn toàn tương tự tư như vậy. Dòng tiền đang khá là sụt giảm ở trong cái tuần chỉnh giảm của nó, như vậy đấy là yếu tố khá là tích cực đối với cổ phiếu ở trụ ban than thì hiện tại nó vẫn đang đi khá là khá khá là, là 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 là, là, thuần với cái những cái góc độ mà chúng ta phân tích đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 110 đến vùng 112 ở trong tuần vừa qua thì nó có quay lại test lại ở cung ở quanh vùng hỗ trợ 115 và mục tiêu thì nó vẫn đang hướng tới ở vùng kháng cự 119 đến khoảng quanh vùng 120 <laughs> Ờ, cổ phiếu BBH thì uh, tuần này thì BBH chính thức là đã quay lại vùng năm đến vùng 60. Đây là cái vùng kháng cự vùng đã phân tích cho các anh chị rồi. Ờ, về đến vùng đó thì chúng ta có thể canh chốt bớt. <laughs> Và ngược lại thì chúng ta lại tiếp tục có một vùng hỗ trợ kỹ thuật 55.5 đến khoảng vùng 56. Về đến vùng này thì anh chị em có thể bắt gom thêm. Đó. Và cứ nhịp nhàng đánh nhịp nhàng như vậy trong những cái giai đoạn này thì chúng ta cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến về BBH. À, trừ khi là nó phải đánh thốc vượt lên khoảng vùng 64, 65, 63 ở đây Sau, sau đó nó quay lại, nó test lại ở khoảng quanh vùng 59.5 đến vùng 60 mà không thủng Thì cái đó thì <laughs> cái tín hiệu kỹ thuật của Bph nó sẽ rõ ràng hơn Cổ <laughs> à, phiếu PNG thì cũng uh, đang vận động ở trong một cái biên khá là hẹp Ok các anh chị Và cái biên này thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi Vùng kháng cự là 118, vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó là 110 đến khoảng trăm biên 12 và chúng ta có thể lấy cái biên trung bình của nó đó chính là vùng 111 có thể canh gom ở vùng này và về lên đến khá cự thì các anh chị có thể canh bán bớt. À, MvG thì ở đây à, nó đang có một cái tín hiệu rất là tích cực và cái bản thất bản chất cái trụ MvG đúng không anh chị? Thì các anh chị có thể xem lại những bản tin của Hùng từ tháng 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 7, đầu tháng 7 đây. À, xin lỗi cả nhà tháng 8, đây là tháng 9 nha. Yeah, tiếng Anh hơi 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 dốt một tí. À, đó thì là hùng đã bắt đầu phân tích một cái sóng lên và cái sóng lên đó thì chúng ta lần lượt công các cái vùng kháng cự ví dụ vùng 64 à, sau đó hùng vướng hướng lên vùng 70 và hiện tại thì chúng ta đang à, hướng lên những cái target tốt hơn của mbdg và các anh chị nhìn thấy rằng là trong cái tuần chỉnh giảm của mbdg chỉnh cung thì cái lực cầu bắt đầu gì bắt đầu suy yếu trở lại đây là một cái yếu tố kỹ thuật cực kỳ là căn bản và cực kỳ là tốt thì <laughs> sang tuần tới mbdg sẽ <laughs> kỳ vọng là sẽ tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 71 đấy các anh chị <laughs> Uh, rồi ok, sẽ chỉnh cung lại ở quanh vùng 71, sau đó thì chúng ta tiếp tục hướng lên vùng kháng cự 74 và vùng 76. Nhịp này mà khỏe thì có thể MUG sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 80. Và chúng ta lưu tâm đến vùng 80. Thì uh, ở bên này cũng như vậy và ở chỗ này cũng như vậy. Những cái con sóng mà khi MUG tiệm cận về vùng 80 thì hùng luôn khuyến nghị các anh chị là chúng ta cầm để chúng ta chốt ra. Và ít nhất là hai nhịp sóng chốt đó thì chúng ta đã chốt rất thành công. Đó và và chúng ta cũng có những cái thời điểm để uh, bắt đáy Ok các anh chị bắt đáy cũng rất là tốt đối với cái mã cổ phiếu MWG uh, G, cơ điện lạnh G cũng là một cái mã mà mang cái tính tạo lập rất là lớn <laughs> Thì thời điểm hiện tại Hùng đã thấy, nhận thấy rằng là cái vùng hỗ trợ cái tuổi 80 này nó đang khá là tốt các anh chị, 80-81 này Đó thì các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm G thì chúng ta cũng có thể cầm nắm thêm với một mục tiêu có thể đánh về vùng 90 đến khoảng vùng 93 Thậm chí là Ri hoàn toàn có thể vượt đỉnh Đấy là cái câu chuyện rất bình thường Bởi vì trong cái thời điểm hiện tại những cái, cái tạo lập của Ri đang khá là tốt Ok bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích Sang nhóm cổ phiếu ngành thép Thì các anh chị có thể biết rằng là giá thép Ở thế giới trong cái thời gian vừa qua Nó có những cái biến động khá là khó lường Nhưng cái trend chủ đạo vẫn đang là trend kỹ thuật giảm Và nhóm thép có một uh, giá thép có sự phục hồi Uh, tuy nhiên sau cái sự phục hồi ngắn đó thì giá thép đã tiếp tục quay trở lại chỉnh giảm thì cái nguyên nhân chính đó là do cái việc mà uh, Trung Quốc uh, đấy thị trường bất động sản Trung Quốc bị, bị bị vỡ đúng không anh chị đó đấy là một cái yếu tố rất là là then chốt nó làm cho cái nhu cầu sử dụng về sắt thép nó giảm đi rất là nhiều uh, cùng với đó thì các cái chính sách về zero covid đó và Trung Quốc đã tổ chức phong tỏa rất là chặt chẽ nghiêm ngặt à, trong cái thời gian vừa qua thì nó cũng đã khiến cho cái câu chuyện là cái 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 cái, cái 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 gọi là cái sức tiêu dùng nó bị giảm đi rất là nhiều. Và đến thời điểm hiện tại thì nhóm thép của chúng ta cũng đã tích lũy được khoảng gần đây các anh chị, đây là bắt đầu cái thời điểm tích lũy. Và từ cái thời điểm tích lũy đó thì chúng ta nhận diện thấy một cái điều như thế nào? Thứ nhất đó là ví dụ đối với Hòa Phát thì cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 20.7 đến khoảng vùng 21 nó giữ rất vững ở trong cái thời gian vừa qua. Đấy là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai nữa là trong cái quá trình nó tích lũy thì nó cũng đã công lại được những cái vùng kháng cự à, căn bản Ví dụ như đối với Hòa Phát nó đã có thời điểm nó đã tiệm cận vùng 24.7 đấy là cái vùng à, kháng cự khá là quan trọng của Hòa Phát đúng anh chị và một cái vùng kháng cự nó quan trọng hơn đó là vùng 26 và cái câu chuyện là nếu như mà trong tương lai hùng à, nó đang nói, nói trong tương lai tức là uh, nhóm thép đánh lên và hòa phát vượt thoát được cái vùng của kỹ thuật 26 ở đây thì đấy sẽ là một cái thời điểm vàng để chúng ta bắt đầu đi xây một cái target của hòa phát rất là đẹp ở sau này đó còn trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chỉ đang á, chỉ đang xây dựng phân tích ở trên cơ sở là gì nhóm thép đang có những cái nền tảng tích lũy á, và tích lũy như thế nào đó, thì ông sẽ đi phân tích ngay sau đây thì đối với hòa phát ở trong địa thời điểm ngắn hạn chúng ta sẽ ngắm ở vùng 22,7 22, đến khoảng vùng 23 đó các chị tuần trước này một điểm chạm hai điểm chạm và tuần này có hai điểm chạm nữa tức là có bốn điểm chạm về quanh cái vùng hỗ trợ 22.7 đến khoảng vùng 23 và cứ chạm về cái điểm này thì dịa cổ phiếu Hòa Phát có một cái điểm gì điểm long ok vậy thì đây sẽ là hỗ trợ của các anh chị có thể canh gom à, về đến vùng kháng cự 24 thì nó lại bị đạp lại thì ở đây vùng 24 đây vùng 24 24 bị đạp và vùng 24 bị đạp lại đó vậy thì tuần tới cũng như vậy hoàn toàn cũng như vậy có thể là nó sẽ có một cái lực lo ngắn lên đó, cái vùng kháng cự ở đây là vùng 24 đến khoảng vùng 25 đây anh chị rồi sau đó thì chúng ta phải đánh giá thêm xem xem là cái khả năng mà sức bật của Hòa Phát ở cái vùng này như thế nào nó có nó có thoát được cái vùng này hay không đó và cái lực cầu nó có đánh liên tục được khoảng tầm 40 đến 50 triệu cổ phiếu trên một phiên và nó đánh liên tục khoảng tầm 4 đến 5 phiên như vậy thì khả năng cao là mới break được cái vùng ở đây đó vùng cản ở đây là vùng 24 7 đó các anh chị thì đối với nhóm thép thì tạm thời là như vậy thôi. Các anh chị cứ hỗ trợ thì chúng ta có thể canh mua và về kháng cự ngắn. Tùy các anh chị có thể bán bớt đi. Ờ, cổ phiếu Nam Kim, à ờ, Nam Kim thì bây giờ đang khá là tốt rồi. <laughs> và đối với Nam Kim cũng như vậy các anh chị, chúng ta bắt đầu phân tích một cái hành trình sóng lên. Và đối với Nam Kim thì nó cũng đã bắt đầu đạt lại được những cái vùng target khá là căn bản, đó là vùng 23. Và đẹp hơn cái cái mẫu chốt cái thêm chốt cuối cùng của nó là vùng 25 đó vậy thì nam kim ngày hôm nay nó có một cái cây nến rút chân tương đối là đẹp như này cái cây nến rút chân này là cây nến rất là đẹp nó thể hiện cái lực cầu nó đã thắng thế ở cuối phiên chính vậy nên là sang tuần tới thì khả năng cao với một cái 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 cái, cái um cái cái sức tăng như vậy thì có thể kỳ vọng là Nam Kim sẽ đánh vượt thoát vùng 23 còn cái câu chuyện là để đánh lên được cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 25 thì lúc đó thì chúng ta sẽ cần phải uh, phân tích thêm các cái dữ liệu trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì cũng sẽ phân tích uh, rất là kỹ ở đây uh, còn ngắn hạn thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây vùng 21.3 đến vùng uh, 21.8 đó là vùng hỗ trợ ngắn còn vùng hỗ trợ sâu hơn đó là vùng 20.2 đến khoảng vùng 20.5 đây các anh chị đó sau khi nó đánh lên cái vùng này thì bao giờ nó cũng quay trở lại test cung và cái vùng test cung này là một vùng test cung khá là hiệu quả của nam kim à, đối với hoa sen ở đây nó cũng rất là đơn giản thôi vùng 19.5 đến vùng 20 các anh chị cứ lấy cái biên này là biên hỗ trợ cho lên đúng không ạ rồi và à, tiếp theo thì chúng ta có một cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 22.5 ok chạm 22.5 chạm 22 chạm 22.5 đây thì nó chỉnh giảm lại À, tuần tới thì hoa sen có thể nó sẽ có những cái điểm dập dìu ở khoảng quanh uh, quanh vùng 20.6 à, khoảng quanh vùng 20.6 thì đây sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị cũng có thể canh ngon hoa sen bởi vì cứ hỗ trợ thì các anh chị mua mà còn về kháng cự thì thôi chúng ta không mua nữa hoặc là chúng ta chốt bớt đi rồi <laughs> à, VGS là một mã cổ phiếu mà được khuyến nghị đầu tư đúng không trong nhóm thép và VGS đến thời điểm hiện tại có thể nói là đẹp nhất của nhóm thép các anh chị đẹp nhất của nhóm thép À, rồi và <laughs> sau một cái thời gian là biên 17 7.5 tuần vừa qua thì nó bắt đầu công lên vùng 19 và cây đến kết tuần với một lực cầu trên 1,4 triệu cổ phiếu lực cầu khủng đó nha đấy thì các anh chị có thể nhìn ở đây bắt đầu một cái hành trình có thể gọi là khủng hoảng của 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 Nam Kim các anh chị lưu ý cho Hùng đây đó hành trình khủng hoảng của Nam Kim ở đây rồi và như vậy với một cái tâm thế vị thế như vậy thì Nam Kim sẽ bắt đầu đánh à, uh, xin lỗi cả nhà VGS sẽ bắt đầu đánh lên uh, vùng 22 và cái vùng 22 này nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng với các anh chị khi mà nó break lên được vùng 22 cộng thì nó sẽ quay trở lại nó test cung nó sẽ test cung vùng 22 và nó test thành công ở vùng 22 rồi á sau đó nó tiếp tục lực cầu tiếp tục đổ vào thì đấy sẽ là một con sóng thần uh, cái mô típ này nó cũng khá giống với mã cổ phiếu DXS tí nữa ông sẽ đi phân tích ở cái 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 mô hình của của thằng thằng này đó nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy đây các anh chị có thể nhìn thấy sau một giai đoạn tích nền nó bắt đầu đi lên nó phá vỡ vùng 22 20 rồi ok các anh chị và sau đó nó quay trở lại và cây nến test ngày hôm nay cũng là một cây nến test cực kỳ giá trị của đất đế, đế cờ. đó ở à, đấy nhé ok các anh chị và đây sẽ là những cái vùng gì chúng ta sẽ tham chiếu chúng ta gom thêm để mục tiêu là chúng ta công lên vùng 24 sau đó nó sẽ quay trở lại test trả lại vùng 24 đấy là cái mẫu hình rất là đẹp à, cổ phiếu TVN TVN thì uh, uh, ngày hôm nay có rút chân lên, đây có điểm rút chân lên. Tuy nhiên cái điểm rút chân này thì nó cũng chưa thực sự thuyết phục. Uh, chính vậy nên TVN có thể tuần tới nó sẽ vẫn còn có giá tám ở vùng 8.15 hoặc là quanh vùng 8.2. Khả năng nó vẫn còn quanh quanh cái vùng này, nó vùng 8 8.2 thì các anh chị có thể đặt chờ ở vùng đó. Uh, cổ phiếu TLH ở đây uh, thì cũng đã phân tích khá là kỹ cho các anh chị rồi, vùng kháng cự ở đây là vùng 11 À, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 9 tháng 7 đến vùng 10 và vùng 9 đến 7 vùng 10 thì các anh chị có thể canh ngon thêm Ờ à, trong phiên ngày hôm nay thì uh, TLH cũng có rút chân lên uh, tuy nhiên cái điểm rút chân này thì nó cũng chưa thực sự là 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 sáng giá lắm đâu đó nó chưa thực sự là sáng lắm chính vậy nên là khả năng cao thì nó vẫn có những cái uh, điểm chỉnh cung uh, có những cái điểm chỉnh cung test trả lại nền ở khoảng quanh vùng 10 đến khoảng vùng 10.2 đó sẽ là vùng mà có thể canh gom vùng 11 là vùng kháng cự thì có thể canh bán và khi mà nào mà nó xuất hiện một cái lực cầu đủ khỏe đủ lớn đủ mạnh để nó break được cái vùng 11 cộng và nó quay trở lại nó test đó, nó đó, cái mẫu hình của nó như vậy nó sẽ quay trở lại test đây và nó test thành công lực cầu tiếp tục được đẩy vào ví dụ như khoảng tầm 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu trên một phiên và nó đánh đều khoảng tầm độ 3 đến 4 phiên thì đấy sẽ là những cái thời điểm vàng để các anh chị em chúng ta sẽ hồ hởi phấn khởi để chúng ta tích lũy thêm cổ phiếu OK. Bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích tiếp theo một cái nhóm cổ phiếu đó là nhóm P. Thì như các anh chị đã, em cũng đã biết là hiện tại thì OPEC cộng đã quyết định giảm sản lượng thay vì cái việc tăng sản lượng thì họ quyết định giảm sản lượng và cái giá dầu của thế giới thì cũng đã bắt đầu có một cái sự suy giảm rất là mạnh, <laughs> suy giảm như thế này rất mạnh các anh chị từ 120 u trên một thùng. Và bây giờ chỉ còn 80 U đây một thùng thôi Chính vậy nên là OPEC người ta phải giữ miếng cơm Phải giữ cái nồi cơm của người ta đúng không anh chị Đó cái câu chuyện là nếu mà dầu về rơi về lại 30, 40 Thế thì thì, thì thay vì là tôi bán một thùng dầu được 30 đô Ở thời điểm giá thấp giá rẻ đúng không ạ Thì à, một thùng dầu ở 120 đô Như vậy là bán bốn thùng dầu ở cái vùng 30 đô Mới bằng bằng một cái thùng ở bán ở vùng 120 đô Đó bởi vì câu chuyện là các cái nước xuất khẩu dầu mỏ không bao giờ người ta muốn giá dầu đi xuống đâu đó giá dầu nó càng lên thì đất nước của họ càng giàu các anh chị đó càng giàu và bằng một cái cách nào đó thì khả năng họ cũng sẽ khống chế lại cái lượng dầu để làm sao để ép lại cái giá dầu lên trên vùng 100 đô trên một thùng thì đấy là cái dự báo thôi còn cái câu chuyện đấy thì mình cũng không thể biết được là cái cung cầu ở trên thị trường và trên thế giới nó sẽ đi như thế nào nhưng ngắn hạn thì giá dầu nó bị mất các gì chị này, giá dầu nó bị mất vùng 88U trên một thùng á. Thì thiên hướng, thiên hướng là nó sẽ đi về vùng 80. Đây có thể là nó đang có hai cây nến hồi xanh nho nhỏ ở như thế này nhưng mà về quan điểm kỹ thuật cùng là khi mà nó hồi lên như vậy thì bao giờ nó sẽ quay lại. Đó, nó cũng sẽ quay lại để nó kiểm tra lại, như vậy là cái vùng 80 đến khoảng 81 ở đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của giá dầu ở trong cái thời gian ở, ở trong cái tuần giao dịch mới và một điều cũng rất là tích cực đó là trong phiên ngày hôm nay thì nhóm P đã đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng để giúp cho thị trường ổn định ở những cái phút bù giờ phải nói là như vậy những phút bù giờ các anh chị rất là căng thẳng. thì đối với gas ở đây các anh chị lưu tâm này trong cái phần dự báo và chúng ta sẽ dự báo là gas sẽ quay về test ở vùng 115 này còn điểm test sâu hơn đó là quanh 112 thì chúng ta nhìn thấy ba cái nến ba cái nến là gas đã về lại quanh vùng 112 và đóng cửa ở vùng 114 À, tuy nhiên với cái lực mà long trở lại như này thì khả năng cao á, khả năng cao thì nó sẽ tiếp tục nó sẽ tiếp tục có những cái cây nến kiểm tra lại về vùng 112 và thậm chí sâu hơn nó có thể là vùng 110. Rồi sau đó à, cái xu hướng của VKT phục hồi thì khi đó gas nó sẽ phục hồi quay lên. Và nhìn về mặt ý đồ về mặt ý tưởng á Ờ, ý tưởng anh chị nhé, thì hùng vẫn ngắm là sau khi chỉnh cung tích lũy tạo nền thành công ở vùng này thì gát vẫn sẽ tiếp tục kéo lên quanh vùng 120 và maximum có thể kéo lên vùng 128 đến khoảng vùng 130 của nhịp sóng này, tức là P vẫn còn những cái dư địa kéo và khi nó về đến cái vùng này nó kéo nó xả hết ờ, thì khi đó mới có cái câu chuyện là khả năng mới hết sóng P đó, thì đấy là dự báo sớm của hùng như vậy. À, đối với đối với PLX thì các anh chị tuần tới các anh chị cũng có thể canh gom được rồi trong tuần thì PLX đã bị thủng vùng 41 nên là nó đi về ở đây là vùng 39.5 đến vùng 40 và với cái sự khả quan của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kỳ vọng là đường mát nó sẽ đảo chiều đi xuống này các anh chị uh, lưu ý một tí này nó và chúng ta sẽ gom thêm ở quanh vùng 39.5 đến vùng 40 mươi uh, trong trường hợp mà bị thủng cái vùng 39.5 thì chúng ta sẽ đặt gom thêm ở khoảng quanh vùng 30 tám năm đến khoảng vùng 39 Đó là các vùng, tức là nôm na ở đây Đang là các cái vùng hỗ trợ khá là tốt rồi Và chúng ta kỳ vọng cái điều gì, tức là khi mà Về đến hỗ trợ, uh, thì chúng ta gom Thì Hùng có nói với các anh chị rồi, tức là Để chúng ta thích ứng với cái câu chuyện Là những cái biến động giá Khi T2.5, thì chúng ta Phải uh, loại bỏ được Những cái biên độ, những cái dao động Ngắn, và như vậy thì chúng ta sẽ Tìm kiếm những cái cơ hội khi cổ phiếu Đạt về vùng hỗ trợ thì chúng ta mua và khi đạt về gần vùng kháng cự của chúng ta bán ra, chúng ta tách biệt như vậy. À, đối với PPS trong phiên ngày hôm nay thì um, uh, PPS cũng đã có một cái lực phục hồi khá là tốt ở sau 14 giờ 15 phút đúng không anh chị, uh, bắt đầu kéo P. Thì nhìn về cây nến như thế này, gọi là cây nến tích cực khi mà nó đã bao trùm được toàn bộ cái cây nến giảm trước đó của uh, của nó đúng không anh chị, đó. Uh, thì um, với góc độ tích cực như vậy, với góc độ tích cực như vậy thì chúng ta sẽ ngắm lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của PBS đó là gì? Đó là vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 tức là tuần tới thì nó sẽ có một cái sự uh, kiểu gì nó cũng sẽ nhả cung. Đó và nó nhả khỏe, nó nhả khỏe thì uh, nó sẽ đi về lại quanh vùng 25.5 đến vùng 26 ở đây, tích lũy thành công ở đây. Đó. Uh, và khi tích lũy thành công ở đây thì uh, nó cũng phải kết hợp thêm cái thiên hướng của thị trường và thiên hướng của nhóm nhóm uh, của giá dầu nữa đó thì ngắn hạn là chúng ta lại tiếp tục ngắm lại cái gì ngắm lại vùng kháng cự đây các anh chị này đây là vùng kháng cự 28 đến khoảng vùng 28.3 của PVS à, cổ phiếu PVD <laughs> phiên ngày hôm nay thì cũng tích cực đúng không anh chị đã nó đã ôm hết được chọn cái cây nến giảm trước đó và một lần nữa thì chúng ta thấy rằng là cái biên hỗ trợ 18.8 đến biên 19 à, hẳn là các chị đang còn rất nhớ khi mà PVD vận động ở à, sau một cái cây nến à, kéo căng lên đây đó thì cũng đã có những cái phân tích khá là kỹ ở vùng 18.4 này rồi ở những cái vùng 18 8 18 7 ở đây, đấy sẽ là những cái vùng mà hùng có dự báo về một cái khả năng là PVD sẽ tiếp tục kéo. À, với một cái target dự kiến có thể đạt được ở khoảng vùng 22.4 và nó lên được vùng 22. Đó, nó lên được cái nến này là suy soát lên được vùng 22 22 bao nhiêu này? 22.3 các anh chị, tức là cũng gần đạt rồi, nó chỉ có 0.1 nữa thôi. Đó và nó là gần như nó đạt max target. Và sau khi nó đạt target thì nó chỉnh, đó, nó chỉnh thì chỉnh bước 1 là về 20.5. chỉnh bước 2 là về 19.6 và chỉnh bước 3 là về 18.8 đến vùng 19 và trong tuần vừa qua thì nó về đến cái vùng hỗ trợ sâu nhất ở đây. Và cái nến kéo long rất giá trị. Đây là cái nến rất giá trị các anh chị. Thì với một cái nến kéo long như này thì tuần tới chúng ta sẽ ngắm lại vùng 19.6 đến khoảng quanh vùng 20. Các anh chị lưu ý là như vậy, 19.6 đến vùng 20. À, ờ, về đến test cung vùng này ổn định lực long ổn định lực cầu ổn định và đường macd nó có cái thiên hướng đảo đảo ngược lại xu hướng như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại à, lần hai à, bao giờ như vậy thường thường là trước khi đổ đây các anh chị này à, trước khi đổ là kiểu gì nó lên đỉnh và nó sẽ kéo một cái đỉnh thứ hai và cái đỉnh thứ hai này mà nó không cao hơn được cái đỉnh cũ thì đấy sẽ là một cái xu hướng nhận xu hướng tạo đỉnh đó thì thằng này nó cũng như vậy thôi thì để chúng ta xem thử xem là ông có kéo lại để được đến đây đâu mà chúng ta lưu ý rằng là cái vùng tại sao vùng lại đưa ra cho các anh chị vùng 2.4 đấy là vùng kháng cự rất là mạnh và vùng này thì gì ạ gần đến cái vùng đó thì chúng ta canh chúng ta chốt bớt đi đó cái cách cái cách vận hành nó là như vậy oi <laughs> thì đây chúng ta có vùng 13 8 đến vùng 14 đó là vùng kháng cự cái này phân tích rồi À, đồng thời với câu chuyện đó thì chúng ta có hỗ trợ kỹ thuật 128 đến 13 trong tuần vừa qua thì nó bị phá vỡ cái vùng 128 khi vùng 128 bị phá vỡ thì đây các anh chị nhìn thấy đây đó là gì ạ nó sẽ về lại vùng 123 thậm chí là có thể vùng 12 nhưng mà trong tuần vừa qua thì nó về đến vùng 123 và lực long bắt đầu bắt trở lại thì đây cũng là một cái cây nến rất là ý nghĩa rất là giá trị ở trong cái thời điểm mà thị trường rất là khó khăn đúng không ạ thì tuần tới có thể là 12 3 12 năm đấy sẽ là cái biên mà cổ phiếu này nó sẽ uh, bắt đầu xây dựng tích lũy lại để uh, kỳ vọng một cái nhịp phục hồi long ngắn ở đây đó thì cái câu chuyện là gì uh, khi mà nó 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 xả như thế này các chị không phải là tuần tới là nó phục hồi được ngay đâu nó vẫn sẽ còn những cái dữ địa để nó test trả lại cung xây lại cung rồi test lại cung cầu xem có ổn định không là cái nó cổ phiếu nó bắt đầu đi được uh, cổ phiếu bsr <laughs> bsr bsr sao lại ra này ok thì bây giờ chúng ta có phân tích một cái vùng kháng cự khá là dày ở vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 cái này phân tích rồi à, đồng thời có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 23 đến khoảng vùng 23.5 tuần vừa qua thì nó về đến quanh vùng 23.5 vùng 24 ở đây các anh chị này thì đây cũng là cái vùng hỗ trợ à, vùng hỗ trợ vậy thì các anh chị nếu đang cầm thì chúng ta có thể canh nhặt bớt ở à, nhặt thêm ở vùng này và lên vùng 26 26.2 26.3 các anh chị có thể canh bán bớt đấy là những cái uh, cách để chúng ta đánh ngắn à, POVK ở đây à, cũng có một cái vùng kháng cự đây đó là vùng 14.3 rồi vùng hỗ trợ kỹ thuật 13.5 13.7 thì à, cứ chạm hỗ trợ thì các anh chị có thể vớt mát thêm một ít hàng và lên cái vùng kháng cự thì có thể canh để chúng ta bán bớt đấy là cái cách mà giao dịch ngắn của kép đến thời điểm hiện tại á, thì thì POVK nó <laughs> à, Hùng cũng đang đang hơi kỳ lạ một tí tức là cái giai đoạn này này cái giai đoạn này dòng tiền nó đánh rất là tốt và sau đó nó xả đi nó xả đi thì cũng có thể đây là cái giai đoạn mà nó rũ nhỏ lẻ rồi sau đó Nó bắt đầu nó đánh tiếp thì đấy cũng là một trong những cơ hội để các anh chị em của chúng ta gom thêm POVK ở những cái vùng giá tối ưu Đó trong trường hợp nếu như mà nó thoát nhịp này mà nó đánh thoát lên lại ở vùng 15.4 15, 4, 15 thì Rất có khả năng với dòng tiền mà nó lại câu lại ở khoảng vào tầm 30 uh, 5, 35 triệu mà nó đánh liên tục uh, liên tội ấy, 35 123 123 Đó thì Uh, khi mà chúng ta nhận diện thêm những cái tín hiệu kỹ thuật này, nó dòng tiền tiếp tục uh, quay trở lại đánh mạnh thì uh, rất có thể sóng này là PBF sẽ đánh vượt thoát luôn, nó đã đánh vượt thoát luôn các anh chị nhá. Đó thì chúng ta lưu tâm thêm cái thằng PBF và nhìn về mặt ý đồ hiện tại là rất rất có thể là PBF sẽ đánh ở trong cái thời gian tới. Chúng ta lưu tâm À, rồi bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích uh, sang nhóm ngành bất động sản uh, sẽ lắp hạ tầng cũng sẽ điểm qua nhanh một số các cái mã cổ phiếu khá là căn bản để các anh chị nắm được về mặt xu hướng đúng không ạ uh, cổ phiếu DG <laughs> thì đối với DG đây nó chúng ta có vùng kháng cự 42.5 phân tích rồi và bắt đầu nó chỉnh cung ở uh, trong tuần vừa qua thì nó chỉnh về 36.5 vùng 36.5 bị mất thì nó sẽ đi về 3.5 đến khoảng vùng 35 đây các anh chị thì đây cũng là một cái nền rút chân uh, khá là tích cực và khá là giá trị. Như vậy với cái nền rút chân này thì đương nhiên nó không thể chạy ngay được luôn đâu. Khả năng thì nó vẫn còn quay lại ở vùng 33.5 đến khoảng vùng 35 và loanh quanh ở khoảng vùng 35 ở đây này. Nó sẽ test trả lại quanh vùng này ổn định cung cầu thì khi đó chúng ta mới tính toán một cái lực long để nó long lại về khoảng quanh vùng 30 mươi uh, vùng 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 39 đến khoảng vùng quanh vùng 40. Đó. Cell thì ngày hôm nay cũng như vậy nó có một cây nến uh, rút chân lên uh, Tuy nhiên là trên góc độ kỹ thuật đó thì uh, trong tuần Trong tuần thì Hùng có nói đến cái vùng 30 đến khoảng vùng 31 đấy các anh chị Nó đóng cửa vùng này là nó đóng đúng vùng 30 luôn tức là đóng đúng biên hỗ trợ dưới Thì các anh chị cứ lấy đi 1 phần 2 của cái cây nến này tức là có thể tuần tới nó sẽ trả về khoảng quanh vùng 29.5 Điểm trả sâu hơn thì có thể tính toán là quanh vùng 28 nó chưa chạy ngay được đâu nó vẫn còn phải uh, Có những cái điểm test cung chỉnh nền đó, trước khi mà nó đi à, nó đi hình thành tiếp những cái sóng tăng tiếp theo à, đi phân tích tiếp ba mã cổ phiếu tiếp theo đó là <laughs> gồm có cổ phiếu hbc à, thì đối với hbc trong phiên ngày hôm nay thì nó cũng cứu thua à, một cái bàn bàn cứu thua rất là quan trọng đó là gì kết phiên nó đóng lại được ở vùng 19 chín à, tuy nhiên một cái cây nến như vậy thì nó sẽ chưa nói hết lên được xu hướng và chúng ta sẽ cần thêm cái sự ổn định của hbc khả năng là nó sẽ có cái sự Tết uh, test trả lại ở quanh vùng 18.5 đến khoảng vùng 19 ở đây các anh chị lưu tâm. Uh, còn cái vùng hỗ trợ mạnh của HBC ở trong giai đoạn này đó là vùng 17.6 đến khoảng vùng 18. Ờ uh, đất xanh, <laughs> đất xanh thì uh, trong tuần này chính thức là nó bị mất vùng 26, cái vùng đệm cũng rất là quan trọng, chính vậy nên là nó phải đi xây lại và cái vùng xanh lại ở đây đó là khoảng quanh vùng 24 đây đang có những cái cây nến ba cây nến và cây nến ngày hôm nay cũng là một cây nến khá là giá trị của đất xanh tuy nhiên là nó cũng chưa thể là một phát là nó ăn ngay đâu nó sẽ còn phải nhì nhằng lại ở quanh vùng 24 nó để chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật cung cầu ổn định trở lại trên vùng này và khi đó thì xuất hiện những cái cây nến cường lực những cây nến hammer với một cái mức tăng giá mạnh thì nó sẽ tiếp tục đánh giá thêm cái khả năng phục hồi của đất xanh ở trong tuần tới Cổ phiếu DXS là một mã của uh, họ hàng của đất xanh và lúc đầu bản tin thì cũng có đề cập rồi. Cái mô hình của nó thì rất là đẹp và cũng đã được khuyến nghị uh, thu gom và mua cầm nắm. Uh, đến thời điểm hiện tại là DXS đã đánh vượt vùng 20 và nó đã có xu hướng quay trở lại test lại vùng 20 và vùng 20.2. Đây là một cây nến rút chân lên uh, rất là đẹp và rất là giá trị của cổ phiếu này. Thì về mặt mô hình là ở cái vùng này thì chúng ta hoàn toàn có thể canh thu gom thêm với mục tiêu tiếp theo đó là công vùng 24 đến khoảng vùng 26 đó vượt lên vùng 26 quay trở lại test cung ở vùng 24 không thủng thì lúc đó à, chúng ta lại tiếp tục nâng cái target của đấy lên đó. cứ xây dần dần xây từ từ hai mã cổ phiếu tiếp theo đó là SCR thì đối với SCR ở trong tuần vừa qua thì cái tín hiệu kỹ thuật của nó tương đối xấu đúng anh chị tương đối xấu khi mà cổ phiếu này bị mất vùng 11.3 đó là một cái tín hiệu xấu thì khi mà vùng này mà bị mất đi thì cái thiên hướng kỹ thuật của nó là nó sẽ test lại ở quanh vùng 10 đến khoảng vùng 10.3. À, có một cái nến nút chân nhưng tuần tới thì khả năng là nó vẫn sẽ có những cái điểm quay trả lại cung cầu khoảng quanh vùng 10.4 đến khoảng vùng 10.5. Các anh chị lưu ý đối với mã cổ phiếu SCR. LDG <cười> <cười> à, LDG thì cũng như vậy LDG thì nó cũng đã bị mất cái vùng ở đây các anh chị nó bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là khoảng vùng 10 à, 10 chấm mấy ra 10.3 đến 10.6 à, vùng đó nó bị mất thì xu hướng là nó sẽ hạ về cái vùng hỗ trợ tiếp theo thôi đó là quanh vùng 9 à, có rút chân lên nhưng khả năng vẫn sẽ có ở quanh vùng 9.2 tức là nó vẫn còn phải trả test trả lại quanh vùng 9.2 à, em tiếp theo đó là C2 C2 ngày hôm nay thì phiên ngày hôm nay đã bắt đầu có cái tín hiệu khá là tích cực rồi ông này ông chỉnh hơi sâu chỉnh như này là chỉnh hơi sâu ở ờ, những rất may là những cái phiên mà xe hai rơi thì cái lực cầu nó không lớn à, lực cầu nó không lớn nên là à, cái mức độ kỳ vọng của chúng ta đó là gì đó là cái cái lượng tiền những cái tiền mà nó đánh thì nó vẫn đang làm lại cổ phiếu và cái điều quan trọng nhất đó là sau một cái giai đoạn rút cầu như vậy thì nó phải có một cái giai đoạn tăng cung à tăng cầu lên và giá nó phải tăng ngược lại nó phải tăng 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 tiếp lên ở đây đó thì c hai ở đây nó cũng rất là hay vùng hôm nay chạm vùng 21 21.5 hai cái nến và có một cái lực đánh lên không đóng cửa được ở vùng cao nhất nhưng mà nó trụ lại được ở khoảng tầm trên vùng 2.5 là đẹp tuần tới thì có chăng sẽ có ở khoảng quanh vùng 22 kỳ vọng vùng 22 test lại một lần nữa đó, thành công và lực cầu lại tiếp tục đánh thì chúng ta lại ngắm lại thôi lại ngắm lại vùng 25 24 25 26 Em 577 Ở NBB thì như vậy là à, tuần giao dịch trước đó thì NBB là đánh một cái trận đánh rất hay Đúng không? Thoát vùng 20 Và đẩy mắc lên được suýt soát đến cái vùng kháng cự 23 Đấy là cái vùng giá mục tiêu và sau đó thì à, bạn này bạn ấy chỉnh cung à, Chỉnh cung thì cũng chỉnh khá là phú phàng đấy Coi như là hết rồi, chỉnh hết luôn rồi Đúng không? Về vùng 17, 17.5 là chỉnh hết sạch luôn Tuần tới thì vẫn khả năng vẫn còn giá 17, 17.5 Chúng ta có thể canh gom dần Và kỳ vọng một cái nhịp đánh T ngắn ở đây Để chúng ta có thể đảo hàng nếu như chúng ta đang kẹp hàng Ờ à, Rồi, ba mã cổ phiếu tiếp theo gồm có mã cổ phiếu FCN Nó mang dáng dấp đầu tư công Thì đối với FCN ở đây Trong tuần thì chúng ta có nói đến vùng 15, 15.5 Nhưng nó đã có những cây nến <laughs> Ở đây các anh chị này và ở đây đó là có có những cái cây nến uh, test lại về quanh vùng 14.3 chính vậy nên là khả năng cao thì tuần tới cái điểm mà Fcn quay trở lại về vùng test cung là còn và cái kỳ vọng ở đây đó là gì đó là ông ấy không thủng vùng uh, 14.3, ok anh chị, thì có thể test lại vùng 14.7, 14.3, 14.5 ở đây đó sẽ là những cái vùng mà cổ phiếu này sẽ quay trở lại test về đây với một kỳ vọng ở đây đó là kháng cự 18 thì nó vẫn đang bị dở dang đúng không anh chị à, lực cầu lực cầu nó phải quay trở lại nó đánh mạnh mẽ lên một tí khoảng tầm 5 đến 6 triệu cổ phiếu trên một phiên nói chung FCN nó phải đánh tầm đấy thì <laughs> nó phải đánh tầm đấy thì mới chạy được nó đánh tầm này thì nó lực cầu nó đang hơi thấp rất may là hai cái nền test cung thì khá là ổn đó lực cầu khá là thấp Uh, vcg <laughs> vCg hôm nay có một cái nền rút chân cũng tương đối là đẹp uh, còn uh, hỗ trợ thì đương nhiên chúng ta đã có phân tích vùng hỗ trợ 21 ở đây rồi uh, nhịp này rồi nhịp này nữa và như vậy thì tuần tới có thể có vùng 21 đến vùng 21.5 uh, với một kỳ vọng ở trong nhịp này thì sẽ tiếp tục kéo lại vùng 24 đến khoảng vùng 25 ở đây khỏe khỏe hơn thì khoảng, khoảng quanh vùng 26 và cái nút tháp kỹ thuật của uh, vcg ở đây ấy, thì nó sẽ nằm ở khoảng quanh vùng 26 đó nó break được cái vùng 26 thì lúc đó nó sẽ đánh rất là khỏe và nó đánh nó đánh nó đánh rất là nhẹ. Còn bây giờ cái cản ngắn vẫn là vùng 26 rất là mạnh ở đây. xem à, có 4 C4G. ở à, trong tuần thì xem có 4 đã có những cái thời điểm mà nó tiệm cận về cái vùng kháng cự xí soát ở quanh vùng 15 đúng không anh chị nhưng mà nó vẫn chưa thể là bứt thoát được thì đối với CNGO4 á, à, là chúng ta có nói đến cái vùng hỗ trợ đây 12.6 đó là những vùng mà các anh chị canh có thể canh, canh, canh thu gom rồi phiên nay cũng có này phiên nay cũng có hình như giá 12 mấy ta 12 uh, 12 9 đó 12 9 13 có thể thu gom dần dần thêm mục tiêu cái mẫu chốt vấn đề của nó ở đây là vùng 15 khi mà CNGO4 mà break được cái vùng 15 rồi thì khi đó ở những cái target mà chúng ta xây ở đằng sau đó nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Còn cái vùng 15 đây là cái vùng cản rất là quan trọng này mà cổ phiếu này cần phải vượt qua ok uh, tdh uh, hai mã cổ phiếu tiếp theo đó là tdh và drh thì đối với tdh đó là chúng ta có ở đây đó là vùng 5.4 vùng 5.4 5.5 đấy là những vùng mà anh chị có thể thu gom thêm thậm chí trong tuần có những cái điểm rơi khá là sát với uh, cái hỗ trợ 4.7 đến 1.5 uh, mục tiêu thì chúng ta vẫn hướng đến vùng 6.8 sau đó vùng 8 Uh, cổ phiếu DRH, DRH thì nó chỉnh cung hơi sâu đúng không anh chị? <laughs> chỉnh thế này hơi sâu. Ờ uh, thôi cũng phải chấp nhận thôi bởi vì chúng ta không phải là tạo lập của uh, cổ phiếu, chính vậy nên là chúng ta đành phải uh, gì ạ? Phải nương theo xu hướng. Và đối với DRH thì uh, cái lúc mà chúng ta tiếp cận vấn đề là chúng ta đã uh, mường tượng ra được một cái hành trình, một cái quá trình chúng ta thu gom nó cũng phải tương đối dài dài một tí. Đó. Thì uh, sau cái biên mà mua thêm ở vùng 8.8 đến vùng 9 rồi á thì chúng ta sẽ tuần tới chúng ta sẽ ngắm tiếp biên 7.6 đến biên 8 để chúng ta thu gom khả năng cao á, thì DRH nó cũng chỉ chỉnh cung về quanh đây thôi và cái điều rất là quan trọng đấy là trong cái thời gian mà DRH chỉnh cung đấy nó lao từ đây nó lao từ cái vùng nó lao từ cái vùng khoảng quanh vùng 10.5 đúng không anh chị khoảng đó khoảng quanh vùng 10.5 và về bên đây thì À, cái thanh khoản của nó cũng bắt bắt đầu bị đứt dần. đây là một tín hiệu rất là tốt các anh chị. đó là tín hiệu cực kỳ tốt trong phân tích kỹ thuật và 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 hùng đây chờ đợi những cái cái tín hiệu như vậy để chúng ta bắt đầu một cái hành trình thu gom mới. nó thu gom dần. nó và khả năng là khi về đến cái vùng đây vùng ở bảy đến vùng 8 thì tạo lập sẽ bắt đầu đưa vào giá để đỡ và có thể sẽ có những cái phiên mà lực cầu sẽ bắt đầu quay trở lại đây, bắt cung cầu quay trở lại đây thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà à, tuần tới sẽ canh để chúng ta gom thêm à, tiếp theo à, sẽ là Nam Long và KDH NLG Nam Long à, thì đối với Nam Long ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật đây các anh chị nhá <laughs> ông có nói rồi 40 40.5 tuần này thì nó đóng cửa ở khoảng vùng 40.2 Ờ, à, trong tuần thì nó có những cái điểm mà nó sọt sâu hơn đó là xuống vùng 39.2 ờ, à, nhìn về mặt ý đồ thì khả năng tuần tới nó sẽ vẫn còn có những cái điểm khoảng quanh vùng 39.5 đến khoảng vùng 40 nó chờ đến lúc nó có những cái tín hiệu đảo chiều còn hiện tại thì cái đường mát nó đang cắm đầu đi xuống như vậy thì cổ phiếu nó sẽ chưa thể bật mạnh được đối với KDH ở đây chúng ta đã xây dựng lại các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và trong tuần vừa qua thì nó chính thức bị mất bốc 37 khi mình mất bốc 37 thì nó sẽ hướng về đâu đó là vùng 35 đến vùng 36 Hiện tại thì nó đang có hai cái nến doji, nó đi khá là sát ở đây. Ở quanh vùng 35.5 thì khả năng là tuần tới thì nó vẫn sẽ tiếp tục đi xây lại, đi đi tiếp tục đi xây ở quanh vùng này. Đó, và chờ đợi một cái tín hiệu cung cầu nó tích cực hơn và có thể từ đây thì bắt đầu một cái lực long nó lại quay lại. Và khi nào mà các anh chị nhìn thấy là cổ phiếu này ăn thoát, vượt thoát vùng 36 thì có thể canh gom thêm mạnh mẽ hơn. Cặp tiếp theo đó là HDG và và HDC thì đối với HDG như vậy là tuần này thì HDG đã chính thức là chưa thể đánh vượt thoát được cái vùng kháng cự đây đó là vùng 55 đấy các anh chị ba lần công bốn lần chính xác là bốn lần công thì nó công chưa thành à, tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì nó cũng có một cái điểm tích cực đó là vùng 50 không thủng đúng không anh chị đó, tạo lập người ta vẫn giữ lại về vùng 50 à, tuần tới thì khả năng sẽ có ở biên 51 3 ba đến khoảng biên 52 tức là nó sẽ quay trở lại test cung kỹ thuật ở vùng này trước khi mà nó hình thành một cái lực long ở đây để lại ngắm lại vùng 54 đến vùng 55 à, cổ phiếu HDC <laughs> chúng ta đang ngắm đến cái vùng target mới của chúng ta ở đây đó là vùng 60 Tuy nhiên là trong tuần vừa qua thì nó bị hai cây nến này bị hai cây nến này tức là nếu mà thêm một cây nến ngày hôm nay nữa là toan tức là gọi là ba nến gọi là cái gì nhỉ ba anh lính ngự lâm à đó là ba cây nến hammer mơ đỏ sừng sững như này thì cổ phiếu nó rất là là, là nguy hiểm tuy nhiên là rất may cây nến ngày hôm nay là nó đã rút chân đi lên và cùng với đó thì cái vùng 46.5 nó không bị thủng đây các anh chị vùng 46.5 nó rất quan trọng đây à, thì với cái điểm tích cực của ngày hôm nay thì như vậy là chúng ta kỳ vọng sang tuần tới có chăng thì nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 48 48.2 hai à, và à, và từ đây thì kỳ vọng là lực long sẽ bắt đầu uh, công trở lại được cái vùng 52 cộng Bởi vì cái điểm 52 cộng này là cái điểm rất là quan trọng uh, Của cổ phiếu Để nó có thể đi lên được cái vùng 60 Thì cái vùng 52 cộng này rất là quan trọng Và kỳ vọng tuần tới thì nó sẽ lấy lại được cái vùng này uh, Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, tiếp theo hai cái nhóm ngành Cũng rất là cơ bản và rất là quan trọng Đó là nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán Thì uh, <laughs> trong cái thời điểm hiện tại thì hùng thấy rằng là cả hai nhóm ngành này nó cũng đang về những cái hỗ trợ rất là mạnh rất là sâu nó khá là giống với nhóm ngành bất động sản à, chính vì vậy nên là sang tuần mới à, tí nữa thì hùng sẽ đi phân tích bộ ba cái tham số của thị trường đó là chỉ số vn index chỉ số vn 30 và chỉ số phái sinh à, trên cơ sở chúng ta đi phân tích ba cái chỉ số đó thì chúng ta sẽ dự báo thêm cái xu hướng của thị trường nhưng khả năng cao là tuần tới thì thị trường nó sẽ quay trở lại test cung ở trong phiên đầu đầu phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba và sau khi nó kiểm tra cung cầu ổn định và lực long quay trở lại thì như vậy là chúng ta sẽ ngắm ở những vùng kháng cự cao hơn và để thị trường long lại được thì một trong những nhóm ngành then chốt ví dụ như nhóm bất động sản xe lắp hạ tầng nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán đó sẽ là những cái nhóm rất là trụ lực và rất là quan trọng để giúp cho thị trường có thể phục hồi đó chúng ta sẽ đi phân tích mã việt công banh thì về mặt ý đồ tạo lập đúng không anh chị việt công banh đã vươn lên được cái vùng kháng cự ở đây là vùng bao nhiêu vùng 85 và bắt đầu từ vùng này thì thìùng bắt đầu phân tích cái gì xu hướng chỉnh cung rồi trong tuần vừa qua thì nó chỉnh lần lượt các cung chính xác là như vậy đây một này sau đó là đến 81.5 này sau đó là đến vùng 80 này và đến kết tuần thì nó rơi về ở vùng 78 thì ở đây 78 ở bên này là kháng cự thì bên này nó cũng sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây thì trên các đội kỹ thuật thì tuần tới thì cũng sẽ <laughs> có thêm những cái đánh giá về mặt dích sắc ở đây khả năng về công nó sẽ có cái điểm đi dích sắc như vậy để chúng ta xem thử cái vùng 78 này nó có bị thủng không trong trường hợp mà thủng vùng 78 thì đương nhiên chúng ta phải ngắm lại ở khoảng vùng đây ạ bao nhiêu ạ? vùng 75 đến vùng 76 còn trong trường hợp vùng 78 không thủng và lực cầu nó công lại được ở vùng 80 cộng thì khi đó là chúng ta lại ngắm lại đó, cái câu chuyện là như vậy thôi đó thì chúng ta lại ngắm lại cái vùng kháng cự ở đây đó, đầu tiên là sẽ ngắm lại ở vùng kháng cự 81 5 đến vùng 82 rồi sau đó lại ngắm lại vùng kháng cự 83.5 và mắc ở đây có thể là vùng 85 86 đó cái cách mà chúng ta uh, tiếp cận vấn đề cái cách mà chúng ta uh, theo dõi cái tín hiệu cổ phiếu nó sẽ là như vậy <laughs> uh, MBB ở trong tuần vừa qua thì MBB tương đối xấu uh, cái cây nến của ngày thứ tư là nó đã phá vỡ cái tính cấu trúc của uh, cổ phiếu MBB và đến cái cây nến của ngày thứ năm thì nó xác nhận rằng là mbb bị mất cái vùng 23 đó các anh chị và khi cái vùng kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật bị mất đi thì cổ phiếu nó sẽ uh, giao dịch khá là uh, trầm cảm và sau đó các anh chị rất trầm cảm luôn thì đối với mbb hôm nay có rút chân nhưng cái điểm rút chân này theo quan điểm kỹ thuật cùng thì cũng chưa thực sự là <laughs> chất phục đâu uh, nên là tuần mới uh, tuần giao dịch mới thì chúng ta vẫn phải ngắm thêm những cái điểm mà À, hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 22 đến khoảng quanh vùng 22 3 đối với mã cổ phiếu MBB anh chị ở BIDV bid thì đối với BIT ở trong tuần cũ á, à, thì BIT đã có một cái sự phục hồi và cái sự phục hồi này tương đối tốt nhưng mà cây đến của ngày thứ năm à, ngày thứ tư thì nó cũng đã phá vỡ cái tính cấu trúc khi mà BIT bị phá vỡ vùng 38 và vùng 38 bị phá thì thiên hướng nó sẽ chỉnh về 37 37 mà bị phá thì nó sẽ có cái thiên hướng đó là về vùng 35.5 vùng 36 ở phiên ngày hôm nay có có rút chân à, Tuy nhiên về góc độ kỹ thuật thì khả năng tuần tới nó cũng sẽ có cái sự dích rác lại ở đây nó theo quan điểm là như vậy Uh, và nó xây nền ổn định lại ở trên cái biên 36.5 đến khoảng uh, 35.5 đến khoảng vùng 36 thì khi đó chúng ta sẽ đi phân tích thêm uh, công thương cũng như vậy công thương thì trong tuần vừa qua chúng ta bị mất cái vùng đệm ở đây là vùng 28 đó cây nến này cây nến của phiên ngày thứ tư Đó, cái nến này nó phá đến cây nến ngày thứ năm nó phá tiếp và đến cây nến ngày thứ sáu thì nó cũng đã uh, có cái sự phục hồi tuy nhiên sự phục hồi này nó cũng chưa thực sự là thuyết phục khi lực cầu nó quá thấp luôn được có một triệu tám thôi À, chính vậy nên là xu hướng thì nhìn về mặt xu hướng đó là gì? Ở khoảng vùng 26.2, 2 23 26, 26 26 khả năng sẽ quay trở về đây để kiểm tra lại cung cầu. À, xây dựng ổn định thêm một tí nữa rồi khi đó chúng ta sẽ đánh giá thêm về mặt kỹ thuật. Đó anh chị. Tây Công Banh <laughs> Tây Công Banh nó bị phá ở vùng 38.5 thì thiên hướng tiếp theo nó sẽ về lại vùng 37.2. 37 2 nhìn về tín hiệu kỹ thuật này thì tuần tới sẽ có thêm ờ uh, quanh 37.2 37 hai uh, TP Bank TP Bank ở đây tuần này cũng giao dịch hơi xấu uh, về lại vùng 27 còn đối với TP thì khả năng là nó sẽ lình trình ở quanh vùng 26 27 thôi đây đó cái giai đoạn này là cái giai đoạn nó đang uh, tích đi đi ngang tạo nền nó và cái vùng kháng cự của nó ở đây đó là vùng 29 đến vùng 30 à, với vị thế của em này thì uh, hỗ trợ thì mua thêm ít lên đến vùng hồi hoặc là vùng kháng cự này thì bán bớt đi <laughs> uh, STB STB hôm nay có cây nền rút chân tương đối là sâu đấy STB rút chân khá sâu thì đối với STB ở đây này nó có một cái vùng 24 đến vùng 24.5 đây là vùng này thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi và nó nó có thiên hướng bị phá à, Khi mà nó bị phá vùng hỗ trợ thì cái Cổ phiếu ở đằng sau đó à, Nó sẽ về lại vùng hỗ trợ sâu hơn Vùng hỗ trợ sâu hơn của STB đó là gì đó là quanh vùng 23 Thậm chí ở đây có thể tính toán là vùng 22.2 đến khoảng vùng 2.5 Và nhìn về mặt thiên hướng Về mặt thiên hướng kỹ thuật như này thì à, Tuần tới khả năng là nó sẽ vẫn có những cái điểm Quay trả lại về quanh vùng 23 Nó còn phải xây kỹ ở vùng này có đi thì nó mới đi tiếp được à, liên việt bút banh kháng cự đây là vùng 16.2 hai. À, tuần vừa qua thì nó cũng bị mất cái vùng đệm rất là quan trọng đây vùng 15 15 2 chính vì vậy nên là nó sẽ có thiên hướng là quay trở lại về vùng 14 4 thậm chí là cái điểm sâu hơn chúng ta có thể tính toán đối với liên việt bút banh nó vùng 137 đến vùng 14 là cái vùng mà cổ phiếu có thể quay trở về chỉnh cung Ờ uh, em SHB thì đối với SHB cũng hoàn toàn tương tự như uh, tất như bao các cái mã cổ phiếu khác, đó là nó bị phá vỡ cái tính kỹ thuật trong phiên giao dịch của ngày thứ tư. Ok và đối với SHB khi mà nó bị phá vỡ mất cái vùng 15 á thì nó sẽ về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là vùng thứ nhất đó là vùng 14.5. 14.5 mà không giữ được thì nó sẽ về vùng 14 và ngắn hạn ở đây tạm thời thì nó có một cây nến doji rút chân lên nên là tuần tới thì À, chúng ta sẽ uh, làm việc với mã cổ phiếu SHB ở quanh vùng 14 để chúng ta đánh giá thêm Trong trường hợp mà lực cầu quay trở lại và giá cổ phiếu vượt thoát lại được ở vùng 14.5 Thì như vậy là tạm ổn Còn nếu phá vỡ 14 thì đương nhiên rồi Nó phải đi về ở dưới này, vùng 13, 13.3 <laughs> Chúng ta không tạo lập được cổ phiếu Mà chúng ta chỉ nương theo quy luật vận động của cổ phiếu mà thôi à, Đối với BBB thì uh, tuần tới khả năng sẽ có vùng 13, 13 năm Nói chung là vẫn... Uh, đi ngang xây nền khá là miệt mài không biết là em này em sẽ xây đến bao giờ à, nhưng mà thôi cứ chờ thôi 12.5 đến khoảng vùng 12.8 vùng hỗ trợ dưới Đó, chờ đợi một ngày đẹp trời nào đấy tạo lập họ thấy vui vui họ kéo cổ phiếu lên Đó, thì chúng ta chốt lại thôi bởi vì chúng ta cũng đã gom ở những cái vùng khá là thấp vùng hỗ trợ ở đây chờ vậy đợi chờ là hạnh phúc đấy khác biệt hát bài đấy sao không rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành chứng khoán và chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu VCI à, thì trong bản tin tuần trước thì có nói đến à, cái vùng kháng cự 38 đúng không ạ và cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 35 nó có ý nghĩa như thế nào, nó có vai trò như thế nào thì các anh chị có thể xem lại và trong tuần thì nó đã có những cái thời điểm là VCI đánh vượt thoát vùng 38 tuy nhiên lực cầu nó không giữ được và cũng đã có những thời điểm là VCI đánh thủng vùng 35 nhưng rút chân lên trên 35 mươi năm cộng đấy. thế thì cái trạng thái của VCI vẫn là trạng thái gì? tiếp tục nắm giữ tiếp tục nắm giữ anh chị ở khi nó bị đạp thủng rồi thì nó phải có cái nến xác nhận đó đây là một cái nó chỉ thủng ở một cái thời khác nào đó thì chúng ta không tính đấy. hoặc là cây nến này đấy. nó chỉ đánh lên được ở trong một thời khác nào đó nhưng nến kết phiên nó bị tọp xuống dưới vùng 38 như vậy là chúng ta cũng không tính đấy Uh, SHS, SHS thì sau khi mà đạt được mắc cái target 15 này thì nó chỉnh cung này đó thì cái cái câu chuyện là chúng ta dò lại cái vùng chỉnh cung thì chúng ta cứ dò từng cái vùng 1 đó, vùng 3 vùng 3, 3 5 ở vùng này mà hỏng gì hỏng thì rồi ông lại đi về 11.5 vùng 12 thế vùng 11.5 đến vùng 12 đã phải là là, là đáy chưa chưa chắc Ok các anh chị đấy là câu chuyện rất bình thường đó và cái vùng đó nếu trong trường hợp mà nó không giữ được cái vùng đó thì đương nhiên chúng ta phải tính ở vùng 10.5, đấy là câu chuyện rất hết sức và bình thường như vậy tuần mới. Uh, thì chúng ta sẽ tính toán cái vùng tích lũy ở đây, đó là vùng 1.5 đến vùng 12, khả năng thì nó sẽ đọc lại ở đây thôi. Không không chỉnh sâu hơn. Uh, cổ phiếu VND, đó, đối với VND như vậy là tuần vừa qua chúng ta có nói vùng 20.8 vùng này bị đứt, đứt vùng 20.8 thì sẽ về đâu? Sẽ về vùng 19.2, vùng 19.6, một cây nến doji rút chân lên từ vùng hỗ trợ kỹ thế này thì tuần tới sẽ có những điểm trả lại ở quanh vùng 19.6 đến khoảng vùng 20 đó là câu chuyện rất bình thường mà chúng ta sẽ đánh giá thêm à, cổ phiếu FTS ở đây có vùng kháng cự từ vùng 37 à 340 đúng không chúng ta dự chỉnh cung ở vùng 37 37 thùng thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về đúng chính xác luôn vùng 33 33.5 và thậm chí có thể có vùng 32 bởi vì bởi vì sao bởi vì các anh chị có thể nhìn thấy đây sau khi mà anh break out lên vùng 32 thì cái thiên hướng Kỹ thuật để mà cổ phiếu FTS đi được tiếp nó sẽ quay trở lại Test lại cái vùng nó vừa break qua à, à, Tuy nhiên vùng 32 thì khả năng là cũng chưa thể tính ở tuần tính hoãn ở tuần tới Nói chung là vùng 333.5 Và trên cơ sở là đánh giá ở vùng tích lũy này Đó rồi mới có thêm cái thiên hướng à, cổ phiếu HCM <laughs> HCM thì cũng đã đạt được một số các cái thành quả Và À, nó tích lũy. À, tuy nhiên ở tuần vừa qua thì cái điểm tích lũy của nó bị điểm trừ. Khi mà nó bị mất vùng 257, thậm chí là mất vùng 26 thì nó đã bị điểm trừ rồi. Ok các anh chị. À, và đồng thời à, nó về lại vùng hỗ trợ đây. Nó về lại vùng hỗ trợ đây, đó là vùng 24. À, Phiên ngày hôm nay thì có chạm vùng 24 và rút chân đi lên. À, tuy nhiên cái lực rút chân này thì theo quan điểm của Hùng là nó vẫn còn phải trả cung và trả khỏe thì sẽ quanh vùng 24.5 ở tuần tới để chúng ta đánh giá thêm ở <laughs> uh, MSSI cũng như vậy sau khi nó đạt được cái target ở đây là vùng 26 thì nó bắt đầu chỉnh cung uh, tuần vừa qua thì cái điểm chỉnh cung của SSI cũng bị dính điểm trừ khi mà khi mà nó bị mất biên 23.2 đấy là điểm trừ thì khi mất biên đó thì nó sẽ về đâu nó sẽ về về 22.7 mà không không trụ được thì nó sẽ về đâu? Đó là vùng 20.8 đến khoảng quanh 21.3, đấy là cái quy luật uh, vận động rất bình thường. Phiên ngày hôm nay thì SSI có một lực bắt tương đối tốt, 33 triệu cổ phiếu. Uh, như vậy với một cái lực bắt tốt như vậy á thì chúng ta vẫn có thể um, kỳ vọng một cái, cái 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 câu chuyện về tuần mới của SSI nó tốt hơn, uh, nhưng cái câu chuyện mà nó quay về lại quanh vùng khả năng là quanh vùng 21.8 đến khoảng quanh vùng 22 nó là khả thi. Tức là nó cần phải quay trở lại đây để nó test lại cung cầu ổn định rồi khi đó nó mới có thể lo lại được anh chị nhá. cổ phiếu MBS Đối với MBS thì ở đây là thường thường là MBS hay có những cây nến đều của anh chị Nến đều của anh chị biết đúng không ạ Tức là nó khớp 100 cổ phiếu giá sàn ở đầu phiên Thường thường như vậy Thế còn lại chúng ta bỏ qua những tín hiệu này đi đó Về mặt kỹ thuật là M... BS bị mất vùng 18 là xấu. Tuy nhiên là trong tuần thì nó lại công lại được vùng 18 à, như vậy là là đẹp, <laughs> nó lại đẹp. Tức là đến kết tuần thì nó lại là ok, tức là nó về lại được cái vùng kháng cự, à, vùng hỗ trợ của chúng ta. À, thì với một cái góc độ tích cực như vậy thì tuần tới các anh chị em của chúng ta có thể uh, chúng ta sẽ quan sát thêm ở quanh vùng 17 đến khoảng vùng 7.5 đó, khả năng là nó sẽ có một cái điểm trả cung lại ở quanh cái vùng đấy nữa, quanh vùng 7.5 lại rồi nó mới hướng long lại được, là hướng long lại được và uh, có một cái điểm tích cực cũng hoàn toàn tích cực đó và lực cầu được đẩy lên cao đúng không ạ? Và trong cái giai đoạn vừa qua thì bắt đầu khi chỉnh cung thì lực cầu nó bắt đầu rơi xuống thấp. ở uh, đấy là một tín hiệu kỹ thuật rất là tốt và kỳ vọng rằng cái lực cầu này là rơi càng thấp càng tốt để cho cổ phiếu có thể tích lũy lại được ở khoảng quanh vùng 17 ở đây, bảy 17.5 đây là tốt để chúng ta chờ đợi một cái cơ hội để tiếp tục làm nhịp hai của sóng chứng khoán Chứng khoán là đã đi được sóng một rồi đấy, bây giờ nó chỉnh cung như vậy là hợp lý và nó chuẩn bị nó đi sóng 2 tức là sóng tăng một, sóng chỉnh hai và sóng tăng ba, đó. Trong lý thuyết sóng Elliott, đó các anh chị rất rõ ràng. Và nhóm ngành chứng khoán thì nó đánh khá là mạch lạc đấy, đó. Tất cả đều như vậy luôn, đúng không? Ví dụ CTS ở đây, nó đã tăng được từ quanh vùng 12 và nó lên tận vùng 20, 8.000 đồng trên một cổ phiếu. Báo cáo với các anh chị là cũng gọi là sóng sóng thần đó, đó đúng không? Rồi bắt đầu nó chỉnh cung thì nó sẽ chỉnh lại về đâu? Đấy nó chỉnh cung như này là đẹp, hoàn toàn bình thường các anh chị không có gì phải vội vàng cả. Rất đẹp 18. Thậm chí là cái điểm chỉnh cung sâu hơn của uh, CTS có thể tính toán vùng 16.7 đến khoảng vùng 17.3, nó hoàn toàn hợp lý. Đó và và có căng nữa thì em đẩy về 16 cho anh. Đấy. Rồi bắt đầu từ cái vùng này nếu mà nếu mà đẹp á, đấy đạp về 16 này thì nó cũng hoàn toàn là hợp lý từ sóng tăng 1 là từ vùng 13 lên vùng 20 chỉnh về quanh vùng 15 16 ở đây và bắt đầu uh, hình thành tích lũy một cái sóng tăng 3 và sóng tăng 3 này mới là sóng tăng khỏe này sóng đẩy này mới là cái sóng khỏe này Các anh chị lưu ý như vậy là nhóm ngành chứng khoán này chúng ta đưa vào những cái tầm ngắm rất là đẹp ở cổ phiếu BSI <laughs> hoàn toàn như vậy thôi đúng không BSI chúng ta cũng đã có hoàn thành nhịp một ở vùng 32 32.5 ở đây đó nhịp một ở vùng 323 năm đây rồi sau đó nó chỉnh cung và những cái điểm chỉnh cung này đẹp thế này đó tuần này bắt đầu chỉnh cung đẹp rồi về khoảng quanh vùng 26 26 năm đây là những điểm chỉnh cung rất đẹp của mã cổ phiếu BSI ở tuần tới thì khả năng là nó sẽ chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 27 một nhịp nữa đó và tích lũy thành công ở vùng này là cực kỳ khỏe để bắt đầu nó hình thành cái sóng sóng tăng ba ở đây À, agr cũng như vậy sau cái đạt 13.6 thì nó bắt đầu một cái nhịp chỉnh cung và cái nhịp này đó, nó sẽ chỉnh lần lượt lại ở vùng 16 điểm xa hơn sẽ là ở quanh vùng hai. và năng tuần tới thì chúng ta sẽ làm việc với agr ở quanh 11.2 cổ phiếu VX ở đây à, sau khi mà nó đạt được cái con này chia nhá tức là về bản chất là VX đã đạt hoàn toàn cái target của chúng ta rồi và v nó cũng kéo một cái nhịp tăng đâu đó từ vùng 7 mà lên đến tận vùng 14 nữa các anh chị gần trăm phần trăm chứ không ít đâu đó và nó chỉnh cung thì đấy là nhịp chỉnh cung hoàn toàn bình thường theo quan điểm của tôi cũng như vậy và đường mac đang cắm đầu đi xuống ok chỉnh cung đi và nó cái cái lực mua bán bắt đầu giảm dần là tốt các anh chị cung cầu bắt đầu sụt giảm sụt càng nhiều càng tốt và tuần tới sẽ là tuần mà với sẽ tích lũy ở quanh vùng 12 điểm sâu hơn có thể tính toán đó là vùng 11 đến vùng 11.5 tích lũy thành công ở vùng này thì VX cũng bắt đầu đi vào sóng tăng 3 rất là nhóm ngành chứng khoán là đồng loạt đi vào sóng tăng 3 à, sau khi chỉnh cũng xong à, đối với APG ở đây có vùng kháng cự 9 và khi tiếp cận đến APG thì chúng ta đã có nó rồi đó là gì chúng ta phải gom từ từ gom chậm thôi à, tuần này thì APG cũng đã xả hết rồi đấy các anh chị 6 trong 6 vùng 7 tuần tới sẽ canh gom ở vùng này Đấy, bắt thêm. Cứ bình tĩnh mà bất bắt thôi. Anh nào mà vội vàng thì sẽ bị ao ngay khỏi cuộc chơi ngay từ những điểm mua đầu tiên. Nhưng nếu chúng ta tiếp cận được một cái góc nhìn, chúng ta có một cái lối tư duy và chúng ta có một cái điểm tính, có một cái sự bình tĩnh ở trong một quá trình thu gom thì chúng ta sẽ đi rất là dài và chúng ta sẽ bình tĩnh để chúng ta đi thôi. Thì đối với mã cổ phiếu ORS ở đây, uh, tuần này thì nó cũng đã chỉnh cung căn bản là chỉnh hết ở quanh vùng uh, 13 và vùng 14 143. Uh, tuần tới thì các anh chị em của chúng ta làm việc ở quanh vùng này có thể canh thu gom thêm với một mục tiêu là sẽ có một cái nhịp sóng hồi ở đây. Ở uh, cổ phiếu TCI. Uh, TC cũng hoàn toàn tương tự như vậy, sau khi mà đạt được cái vùng 11.5 thì nó chỉnh cung. Đó, uh, cái việc chỉnh cung này nó rất là bình thường và tuần này thì nó bắt đầu chỉnh lại ở quanh vùng 9.7 và khả năng vùng 9.7 là hợp lý rồi các anh chị nhá. Đó thì tuần tới vùng 9.7 9.8 các anh chị có thể canh ngon thêm. Ờ à, thằng BMS uh, BMS nhỉ. À, thằng BMS này nó đánh cái tính tạo lập của nó đánh khá là hay. Đó, cầu vẫn đang duy trì khá là tốt và và gì ạ, và vùng 11.1 nó vẫn khá là giữ khá là tốt. Đó thì 11.1 có thể canh gom thêm với một mục tiêu đâu đó hướng về vùng kháng cự 13 có mã cổ phiếu V VFS các anh chị có thể tham khảo thêm. Con này thì nghe phong phanh nghe bảo là đánh. Thế còn cái tra kỹ thuật của nó thì cái điểm tất nhiên là cái điểm mua nó cũng không còn quá đẹp nữa rồi. Nó mua được khoảng quanh vùng 20, quanh vùng 20 thì cũng tạm tạm ổn. Nói chung là điểm mua này thì cũng tạm tạm ổn này. đó điểm mua này thì cũng căn bản là ổn á tạm tạm ổn thế còn lại là nó đánh lên như này thì cũng hơi khó rồi. ngắn hạn thì đâu đó sẽ ngắm về khoảng target ở khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 26 nhìn về mô hình, hình nhìn về mô hình, nhìn về trạc thì khá là đẹp Uh, rồi như vậy là chúng ta đã đi qua xong nhóm ảnh chứng khoán và bây giờ thì cũng sẽ phân tích cho các anh chị một uh, nhóm ảnh nữa rồi cũng sẽ đây, uh, đi vào phân tích cái xu hướng thị trường chung các anh chị. Uh, chúng ta điểm qua nhanh uh, nhóm ngành uh, thủy sản. <laughs> thì uh, đối với VHC ở đây các anh chị có thể nhìn ở đây trong cái giai đoạn hiện tại thì VHC đang đi một cái sóng 1 này, sóng 2 này, sóng 3 thì cái sóng này thì nó đang gặp vùng kháng cự 95 và trong tuần thì nó cũng chưa thể break được cái vùng 95 nên nó quay lại nó chỉnh cung Và những cái điểm chỉnh cung này thì cũng rất là đẹp, phù hợp với uh, trong những cái phân tích kỹ thuật trước đây đó là ở quanh vùng 87 Đó, vùng 87 là vùng hỗ trợ kỹ thuật Còn cái vùng cũ, uh, cái nhịp cũ là chúng ta phân tích ở vùng 84 À, về mặt thiên hướng kỹ thuật thì tuần tới khi mà index hồi thì VHC nó cũng sẽ hồi nó tăng thôi Và cái vùng 8788 các anh chị có thể canh ngon thêm nếu có ở trong tuần mới à, CMX ở đây Vùng 14.5 Ok anh chị đó là vùng hỗ trợ quanh vùng này chúng ta có thể thu âm Biên sâu hơn ở đây có thể 13.5 đến biên 14 Tức là quay bên đây các anh nhìn này đó, Chúng ta nhìn thấy đây vùng hỗ trợ và ngắn hạn thì chúng ta có một kháng cự đây Đó là vùng Ờ, cổ phiếu ANV, <laughs> ANV ở đây có kháng cự vùng 52. Ờ, về mặt tín hiệu kỹ thuật thì hoàn toàn có thể là trong cái nhịp mà thị trường thuận nó thì ANV có thể đánh tiếp nhưng mà cái cây nến ở đây, cây nến này là cây nến nó bị phá vỡ cái biên gì ạ biên 51, biên 52. Mặc dù là kết tuần thì nó lại lấy lại được cái biên 51 cộng. đó. Ờ, tuy nhiên với một cái tín hiệu như này thì khả năng tuần tới uh, ANV nó vẫn còn có những cái điểm để quay lại quanh vùng 48.2 48.5 chung quanh vùng 48.5 đây này. đó à, nó sẽ quay lại những điểm này để nó test lại cung cầu một tí nữa rồi có chăng có được long thì mới long lên từ đây à, cổ phiếu ASM <laughs> à, ngắm như thế này đi 15 là hỗ trợ đi kháng cự đây là vùng 16.2. Ờ, tuần tới khả năng có sẽ có những điểm quay lại, kiểm tra lại cũng ở quanh vùng 15.5. ID chúng ta có kháng cự ở đây, vùng 21.8 đến khoảng vùng 22. Đương nhiên rồi. Ờ, đồng thời thì cũng có vùng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng ở đây đó là vùng 20. Như vậy thì tuần mới có khả năng sẽ có ở vùng 20 đến 20.5. Ví dụ các tài khoản của chúng ta đang cầm chúng ta có thể canh gom thêm ở vùng này. Ok. Uh, uh, phân tích thêm một cái mã cổ phiếu nữa là mã cổ phiếu bcg thì các anh chị em có thể lưu tâm thêm cái mã cổ phiếu này ở trong thời, thời gian hiện tại Thì uh, con này sau khi chia thì chúng ta có cái vùng kháng cự đây là vùng 16 tính căn bản của cổ phiếu này thì tương đối là tốt uh, Vùng canh gom và gom tức là thực ra là vùng nói vùng canh gom đúng vùng gom đi Đó thì uh, trong tuần này chúng ta đã có thêm uh, các cái điểm gom ở quanh vùng 15-15-3 và có thể phòng thêm ở điểm 14.5 nữa Tức là 14.5 Có thể là cổ phiếu hoàn toàn có thể chỉnh cung về đây Đó thì cái kỳ vọng của Hùng ở trong nhịp này là gì Nó đi như này Đó nó sẽ đi như này Nó hồi lên nó tăng Đó rồi nó có thể chỉnh lại đây Nó tăng Và với một cái kỳ vọng đó là gì Đó là cổ phiếu này sẽ đánh thoát vượt vùng 16.6 À, tuần vừa qua thì đã có thời điểm đây nó đánh khá là tốt nhưng mà sau đó thì cái gì thị trường nó không thuận các anh chị thị trường nó không thuận chính vậy nên là nó đã nó đã lùi về lại cái vùng hỗ trợ nó sâu hơn đó thì tuần tới các anh chị có thể ngắm ở quanh vùng này mã cổ phiếu sam à, sam thì a à, sam hôm nay nó đánh như này hơi hơi phũ đấy Sam nó đánh như này là hơi phũ mà và nó sẽ phải về lại tích lũy. 11.4. Ok, vùng 11.4 hoặc là 11.3 đi. À, các anh chị tuần tới các anh chị có thể uh, đang cầm Sam thì chúng ta cũng có thể gom thêm ở vùng này. Và Sam thì uh, cái gì ạ? Sam thì chúng ta cũng uh, gom từ từ cổ phiếu SMC cũng như vậy, à, mô hình của SMC thì cũng phải gom từ từ. ở à, trong cái thời điểm hiện tại, chờ đến khi nào mà SMC có thể đánh break thủng vùng 22, à, thì khi đó chúng ta có thể gom mạnh mẽ hơn. còn trong thời điểm ngắn hạn ở đây, chúng ta có vùng 18.7, 19.3, đấy là vùng gom. đó. thậm chí là con này có thể nó sẽ nhảy hết cung ở quanh vùng 17.5, đấy là cái câu chuyện hết sức là bình thường, nên là chúng ta cứ gom từ từ ở đây. vào cái vùng kháng cự ở đây, ngắn hạn là vùng 22, chúng ta chú ý thêm. <laughs> Ok các anh chị, bây giờ thì chúng sẽ, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái nội dung thứ hai, đó là nội dung đánh giá lại cái kịch bản phân tích tuần vừa qua. Thì bản tin tuần uh, vừa qua chúng ta bản tin tuần video số 142 thì cũng đã có những cái phân tích khá là chi tiết về mặt uh, dự báo về xu hướng của thị trường. Ở trong đó thì chúng ta còn nói đến uh, đầu tiên sẽ nói đến các cái vùng hỗ trợ ngắn của thị trường. Ok các anh chị thì đối với chỉ số VN30 chúng ta nói đến vùng 1293 1295 và sau đó sẽ hướng về biên 1285. Đó là vùng hỗ trợ đầu tiên. đối với chỉ số phái sinh thì cũng sẽ nói đến 1285 và sau đó 1278 đến 1280 thì chúng ta cùng ngắm lại hai chỉ số này đầu tiên. Thì đối với chỉ số VN30 đây anh chị, đây là cái điểm mà chúng ta ra bản tin tuần. Thì cái vùng hỗ trợ đầu tiên đó là gì ạ? Đó là vùng 1293 đến 1295 thì các anh chị có thể nhìn thấy đây trong phiên giao dịch của ngày thứ hai đó, ngay trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì, thì thì chỉ số này đã quay trở lại anh chị chồng tí sao nó nhảy thế này rồi ok thì chỉ số này đã đã quay trở lại vùng 1293 1295 đây và bắt đầu nó nó có những cú hồi long đó nó có những cái cú hồi long lên cái vùng kháng cự của thị trường. Ở đây đó là vùng gì ạ? Vùng 1305. Đó, 1305 đây các anh chị. Và cái chính thức là cái vùng 1305 à, tuần này nó đã bị thất bại. <laughs> Rồi và đến phiên giao dịch của ngày thứ tư, tiếp tục nó quay trở lại vùng 1293. Sau đó hồi lên nhưng mà cái điểm hồi này chính thức nó bị thất bại ở đây. Chính vì nó bị thất bại ở đây nên nó sẽ đi tiếp về lại cái vùng 1200 bao nhiêu? 1285 điểm. Ok các anh chị đối với phái sinh thì chúng ta ngắm cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi đó anh chị đây là cái chạc phái sinh ở trong tuần vừa qua <laughs> đây thì đầu tiên chúng ta có điểm hỗ trợ kỹ thuật đó là 1 điểm đấy các anh chị và khi về đến cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này thì phái sinh của chúng ta diện đã có một nhịp long ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và kéo sang đến phiên giao dịch của ngày thứ ba đúng không ạ nó có cái điểm hồi long đây ok như vậy là gì như vậy là đầu tiên là chúng ta phân tích cái hỗ trợ này tạm thời là gì ạ tạm thời là ổn cái đã đúng không ổn áp cái đã đó rồi sau đó nó bắt đầu nó xả lại đó, xả lại lần thứ hai thì lần thứ hai là gì ạ cái điểm một này nó bị thất bại nên là chúng ta phải hướng đến à, cái vùng hỗ trợ tiếp theo trên bản tin phân tích tuần đó là vùng một đến vùng một tạm dừng lại đây để chúng ta phân tích tiếp chỉ số vn index Ờ, còn đối với chỉ số index ở đây thì các anh chị có thể nhìn thấy index tuần nó và hùng cũng đã có đưa ra hai cái mốc hỗ trợ ngắn 1273 và sau đó là vùng 1263 đến vùng 1265 thì các anh chị có thể nhìn thấy đây chúng ta sẽ tiếp tục quan sát index tuần thì ngay trong phiên giao dịch của ngày thứ hai đó là nó đã quay trở lại luôn cái biên gì ạ biên 1273 1275 ở đây và đến phiên giao dịch của ngày thứ hai ba bốn đến phiên giao dịch ngày thứ tư thì bắt đầu à, bắt đầu rơi về rơi gãy qua cái vùng 1273. Khi cái vùng 1273 bị thất bại thì chúng ta sẽ phải tính toán đến à, cái điểm tiếp theo đây của chúng ta đó là 1263 1265. Và chúng ta tạm dừng lại ở đây ở 1265. Ok anh chị. Như vậy là đến phiên giao dịch của ngày thứ tư, đúng không anh chị? Đến phiên giao dịch của ngày thứ tư, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thì thị trường bắt đầu có biến cố trong phiên giao dịch của ngày thứ tư. Ok, trong phiên giao dịch ngày thứ tư ở thị trường gặp những cái biến cố rất là lớn và khi cái vùng những cái vùng đệm kỹ thuật cuối cùng của thị trường bị phá vỡ thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng cái tốc độ rơi của thị trường nó rơi như ma làm ấy và cái điều này thì cũng đã cảnh báo rồi tức là cái câu chuyện là khi thị trường mà nó công một cái vùng kháng cự nào đó mà nó công mãi không qua thì nó sẽ bị trượt và cái điểm trượt đấy sẽ là những cái phiên giao dịch rất đẫm máu của thị trường thông thường nó sẽ là như vậy và đến kết thúc phiên giao dịch của ngày à, kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ tư tức là ngày mùng 7 tháng 9 lúc đó thì khoảng tầm 21 giờ à, tâm lý của đa phần nhà đầu tư hết sức là hoảng loạn đúng không anh chị như vậy là chúng ta đã bị thủng mất cái vùng 1263 đó và và khi cái vùng 1263 bị mất đúng không thì trên biểu đồ ngày thì index trong cái phiên giao dịch của ngày thứ tư thì index tiếp tục bị phá à bị phá vỡ cái mốc 12 45 và 45. Đó. Vậy thì trong cái trường hợp mà index tiếp tục bị bán mạnh qua vùng 1240 thì nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về vùng 1230. Và ngắn hạn thì chúng ta phải ngắm về vùng 1220, đó là kịch bản index tuần thì Hùng Lê đã đã phải tính toán đến vùng 1220 điểm trên bản ngoài cái bản tin phân tích tuần ra đúng không ạ thì Hùng đã phải tính toán đến cái cái kịch bản như vậy đó các anh chị đó thì ở đây này các anh chị có thể nhìn thấy đây kết thúc cái phiên giao dịch của ngày thứ tư thì uh, index của chúng ta bị phá vỡ cái vùng 1245 điểm các anh chị và các anh chị lưu ý rằng là cái vùng 1245 đến vùng 1250 như Hùng có nói ở đây đó là cái vùng hỗ trợ then chốt của thị trường nó rất là quan trọng và như vậy là các anh chị các cái tài khoản của chúng ta chúng ta rất là hoảng loạn đúng không ạ và tại cái thời điểm đó thì chúng ta phải ngắm những cái điểm gì Tức là chúng ta sẽ phải ngắm về cái vùng 1240 điểm và biên lắc của nó là vùng 1237 đến 1240. Và trong cái trường hợp mà vùng 1240 mà nó bị phá vỡ đi, nó bị phá vỡ thì cái biên tiếp theo đó sẽ là biên 1228 đến 1230. Và trong kịch bản mông đã có đề cập đến ở đó và trường hợp nếu như 1230 bị phá thì như thế nào thì chắc chắn là sẽ về vùng 1220, đó là cái kịch bản mà chúng ta đã phải tính toán đến chỉ số VN Index trong tuần vừa qua thì một cái điều rất là may rất là may mắn trong phiên ngày hôm nay trong phiên ngày hôm nay thì à, nó khi mà nó phá vỡ vùng 1240 đó thì nó sẽ rơi về vùng 1230 và ngay lập tức khi có kết thúc một cái cây nến 5 phút của 1230 ấy, thì nó có cái lực long lên và cây nến ba cây nến tiếp theo thì nó đã quay trở lại được cái vùng 1240 đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật à, rất là tích cực trong phiên giao dịch của ngày hôm nay đó còn đối với chỉ số phái sinh thì à, chỉ số vn30 thì Hùng lê có đánh giá như thế nào thì à, đối với chỉ số vn30 đây thì mặc dù là trong cái phiên giao dịch ngày thứ tư vn bị mất cái vùng 1270 tuy nhiên là cái vùng mất đó nó chưa bị đẩy xa cái mốc 1270 đó như vậy thì cái khả năng để cho vn30 có thể công lại đến vùng 1270 cộng là còn và cái dự báo trong phiên giao dịch của ngày thứ năm đó là vùng 1265 đến 1260 sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số vn30 và các anh chị chúng ta sẽ nhìn thấy đây. VN30. Ok. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. khi mà cái phiên giao dịch của ngày 7 kết thúc ấy, đó thì chúng ta sẽ ngắm về cái gì? Đó, chúng ta có nói đến cái cái, cái, cái kịch bản là cái vùng 1270 là nó chưa bị đẩy đi xa nên là cái khả năng cao là cái việc mà nó lấy lại vùng 1270 là còn. Thì trong cái phiên giao dịch của ngày thứ tư, đúng không anh chị? À ngày thứ năm thì nó đã có những cái thời điểm nó đẩy lên gần vùng 1280 đấy các anh chị này và tiếp tục nó đi, nó đi dập dìu ở quanh vùng 1270 và uh, chúng ta nói đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu của VN30 đó đây các anh chị nhá đây là 1265 đến 1260 và trong phiên giao dịch của ngày hôm nay ngày thứ sáu thì uh, trong phiên giao dịch của ngày thứ ngày ngày mùng 8 á các anh chị các anh chị nhìn thấy đây đúng không ạ, ngày mùng 8 thì một lần nó về đến uh, 1265 ok các anh chị và trong phiên ngày hôm nay thì nó có đến hai lần ba lần nó về đến 1.265 và chỉ có duy nhất một cái gọi là cái điểm nghẽn kỹ thuật đó, tạo lập người ta lắc một phát rơi về vùng 1.260 và sau đó lực long quay trở lại như vậy là những cái phân tích ngoài cái câu chuyện là vn30 đó chúng ta tính toán ở cái gì ạ? ở cái vùng hỗ trợ kỹ tuần tuần đó là vùng 1.285 đúng không và sau đó xuống đến những vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây một 1276 thì chúng ta đã tính toán thêm được uh, tính toán thêm được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây để chúng ta uh, hạn chế những cái điểm bán ở quanh cái vùng đó. Rồi ok và tại cái thời điểm buổi tối ngày 17 tháng 9 thì cũng có tiếp tục phân tích cái chỉ số phái sinh. Thì mặc dù là chỉ số phái sinh giảm nhưng với chỉ số phái sinh thì hôm đây này đánh giá có cái điểm tích cực như VN30, tức là bản chất index của chúng ta trong cái phiên giao dịch ngày 17 tháng 9 nó rất là xấu nhưng cái chỉ số phái sinh và chỉ số vn30 thì nó lại rất là ok nó vẫn đang có một cái sự tích cực nhất định nào đó và mới một cái dự đó thì à, Hùng vẫn tiếp tục đánh giá ở đây các anh chị biên 1260 đến biên 1265 vẫn đang là những cái hỗ trợ tốt trên chạc ngày của chỉ số phái sinh ok vậy thì đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta sẽ nhìn lại ở trong phiên giao dịch của ngày mùng 8 đây các anh chị kết thúc ngày mùng 7 ở đây và ngày mùng 8 ở đây thì chúng ta nhìn thấy đây một lần chạm 1265 lần 2 chạm 1265 và đến phiên ngày mùng 9 thì lần 3 chạm 1265. Và duy nhất chỉ có một cây đến M5 mút về vùng 1260. Và sau đó gì các anh chị, lực long quay trở lại đây. Như vậy thì thêm một lần nữa thì chúng ta đã phân tích khá là thành công cái xu hướng à, dự báo về cái mặt điểm chỉnh, à, điểm nghẹn kỹ thuật của bộ ba tham số thị trường ở trong cái tuần vừa qua. Ngoài cái bản tin phân tích tuần thì chúng ta cần thêm những cái phân tích điều chỉnh ở trong tuần ở trong phiên đó thì đây là những cái phân tích khá là sát để cho các anh chị em chúng ta nắm thêm về xu hướng giao dịch của thị trường và khi chúng ta nắm được cái xu hướng tổng quan của thị trường thì chúng ta sẽ tham chiếu cái hệ quy chiếu đó vào cái xu hướng tổng quan của nhóm ngành rồi sau đó chúng ta tham chiếu vào xu hướng tổng quan của cổ phiếu trong cái nhóm ngành đó như vậy thì nó sẽ rất là ok tức là mọi cái phân tích của chúng ta nó đi khá là logic trong cái phân tích đầu tư rồi và với một cái thiên hướng tích cực của thị trường trong điểm kết phiên ngày thứ sáu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ngắm đến những cái gì Ok các anh chị như vậy là uh, khả năng tuần tới thì cái câu chuyện lấy đây của chúng ta sẽ quay trở lại vùng 1237 đến 1240 uh, Và thậm chí là cái điểm sâu hơn đó là 1237 uh, 1228 đến 1230 đó là câu chuyện hết sức bình thường để uh, nó kiểm tra lại cung cầu ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này và tiếp theo chúng ta sẽ có hướng đến lại ở uh, cái vùng kháng cự 1250 và các anh chị lưu ý cái nút thắt của 1250. Trong trường hợp nếu như index của chúng ta long vừa thoát vùng 1250 và thị trường của chúng ta có những cái nhóm ngành có những cái gọi là bộ đội chủ lực đi. Đó thì uh, các anh chị tập trung sẽ mua mạnh ở điểm này. Đó và để chờ thêm uh, và để chờ khi mà thị trường hồi lên, ở uh, những cái mốc uh, kháng cự. Ví dụ như là vùng 1265, 1270 và lên đến những cái vùng này thì chúng ta sẽ bán cổ phiếu ra. Đó các anh chị lưu ý. Đối với chỉ số VN30 thì chúng ta sẽ ngắm như thế nào Tức là đến thời điểm tại là VN30 đã có một cái lực long gap ATC à, Chính vậy nên là cái xu hướng của tuần mới thì nó sẽ kiểm tra lại à, Cái vùng 1270 thì nó là đương nhiên Đương nhiên là 1270 thì nó sẽ test lại, đấy là câu chuyện rất bình thường à, Nhưng cái vùng 1265 đến khoảng vùng 1266 Đấy là cái điểm chỉnh cung kỹ thuật thứ nhất mà chúng ta quan tâm Và điểm chỉnh cung kỹ thuật thứ hai đó là vùng 1260 đó và chúng ta tạm thời chúng ta sẽ làm việc với hai cái vùng chỉnh cung này còn đương nhiên là cái vùng 1250 đến vùng 1253 này thì chúng ta sẽ tính toán sau trong trường hợp nếu như 1260 mà bị bị vỡ ở uh, bị vỡ 1260 thì chúng ta mới tính toán đến cái vùng dưới này còn nếu như 1260 1265 năm uh, tích lũy thành công và chúng ta lưu tâm đến một cái điểm ở đây đó là sau khi hai cái điểm test này á, và ba 30 bắt đầu long lại vượt thoát đấy anh chị nhỉ Ờ uh, các anh chị lưu ý là vượt thoát lại vùng 127 1275 đó vượt thoát lại vùng 1275 1276 thì chúng ta bắt đầu cầm, uh, giải ngân mạnh ở cái điểm này ok và nó sẽ hướng lên vùng kháng cự 1285 1295 1300 thì đấy là câu chuyện mà chúng ta sẽ đi phân tích ở trong tuần tới uh, còn đối với chỉ số phái sinh thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy các anh chị <laughs> nhìn về mặt thiên hướng thì tuần tới nó sẽ à, uh, đáp lại nó sẽ chỉnh lại ở khoảng quanh đây này là vùng bao nhiêu ra vùng 1265 1267 1267 này đó rồi có thể về vùng 1265 và biên sâu hơn đó là 1260 nó kiểm tra ba cái mốc hỗ trợ kỹ thuật này và nó tích lũy thành công thì như như vậy là thị trường của chúng ta sẽ uh, bước sang một cái bước bước ngoặt mới đó là sóng hồi và khi mà index à xin lỗi cả nhà khi mà vn30 uh, cũng vượt thoát uh, vn30 f1m mà vượt thoát cái vùng một hai ở đây sau đó vừa thoát cái vùng 1275 ở đây thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị giảm ngân. Ok, giảm ngân mạnh được, giảm ngân mạnh được. Và chúng ta sẽ giảm ngân những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang cầm nắm ở trong tài khoản để uh, chúng ta hướng kháng cự 1280, sau đó thì chúng sẽ đi uh, phân tích những cái kháng cự tiếp theo ví dụ như 1285. Đó thì chúng ta cứ từ từ để chúng ta phân tích các cái target của phá Sinh. Đó. Uh, như vậy nhìn chung thì thiên hướng kỹ thuật ở trong tuần mới thì khả năng cao là phiên giao dịch ngày thứ hai. Đó, thì thị trường sẽ bắt đầu chỉnh cung tích lũy thêm và đến phiên ngày thứ ba thì thị trường nó phát đi những cái tín hiệu rõ ràng tích cực hơn uh, rõ nét hơn để cho chúng ta uh, nắm được cái xu hướng và từ cái xu hướng đó thì chúng ta sẽ uh, có những cái quyết định trong cái quá trình đầu tư tức là tích lũy thêm vị thế cổ phiếu hoặc là chốt lại bớt thì đấy là chúng ta sẽ phụ thuộc thêm ở uh, các cái tín hiệu kỹ thuật ở trong tuần tới. OK còn uh, tất cả những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị quan tâm mà chưa được Hùng Lê phân tích ở trên bản tin tuần các anh chị có thể vui lòng comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin Hùng sẽ dành thời gian để À, trả lời tất cả uh, các câu hỏi của các anh chị em <laughs> trong những cái góc nhìn tốt nhất tối ưu nhất và các anh chị em lấy đó làm uh, những cái thông tin tham khảo để uh, mình có thêm những cái quyết định đứng đắn ở trong cái quá trình đầu tư uh, xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em uh, trong các cái bản điểm tiên tuần tiếp theo